Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 3. Trải qua một phen giao lưu thật gian nan, rốt cuộc Dương Diệp cũng biết rõ thực lực của tên tiểu tử này. Tiểu tử này chính là cửu giai huyền thú, tuy nhiên Dương Diệp vẫn không chắc lắm, dù sao lúc hắn giơ 9 ngón tay lên, tiểu tử kia mới gật đầu. Còn về phần năng lực của tên tiểu tử này, trừ năng lực chạy trốn ra, những cái khác quả thực vô cùng thê thảm. Huyền thú vốn nên có thân thể cường tráng, nhưng tiểu tử này lại không giống như vậy, ưu điểm thân hình to khỏe của huyền thú, tên này lại không sở hữu, có thể nói trừ khả năng chạy trốn siêu cấp vô địch ra, còn lại chẳng có năng lực gì đặc biệt, dù sao Dương Diệp hỏi nó còn biết gì không, nó chỉ chớp chớp hai mắt rồi sau đó trợn mắt nhìn. Cuối cùng Dương Diệp cũng từ bỏ suy nghĩ tiểu tử này chính là thần thú gì đó. Thì ra là vì hắn đã nghe được một số truyền thuyết, ví như rơi xuống một ngọn núi nào đó nhưng mạng lớn không chết được, còn tìm thấy bí kíp huyền kỹ do các cao nhân cương giả để lại, ví như một người nào đó từ lúc sinh ra đã có khí chất bá vương, khiến cho vô số thần thú mang bậc huyền thú quỳ phục dưới chân. Ban đầu, Dương Diệp còn tưởng mình cũng có khí chất bá vương gì đó khiến cho con thần thú thần kỳ này thần phục hắn. Nhưng sự thật tàn khốc, thần thú gì đó chỉ biết chạy trốn thôi, còn năng lực đặc biệt chả thấy đâu. Tiểu tử kia dường như rất thích vòng xoáy đan điền của hắn, sau một lúc giao lưu thì hóa thành một đạo ánh sáng tiến vào vòng xoáy đó. Trong vòng xoáy có một ao nước nhỏ tầm 3 mét, bên trong ao nước đó không phải nước mà chính là huyền khí, toàn là kim sắc huyền khí. Nhìn thấy cái ao toàn là kim sắc huyền khí kia, Dương Diệp chợt đau lòng, hắn đã bỏ mấy vạn khối năng lượng thạch vào trong cái ao đó. Đau lòng nhất chính là cái ao huyền khí này không phải của hắn, hắn không có cách nào thay đổi cái ao ấy đi được, càng khiến Dương Diệp buồn hơn chính là trong ao huyền khí có một con chồn tía, đúng, một con chồn tía đang vui vẻ giày vò cái ao kia. Sốc lại tinh thần, không để bản thân thêm khó chịu, Dương Diệp quyết định không thèm để ý con chồn kia nữa. Trầm mặc một lúc, Dương Diệp thử tiến vào trạng thái kỳ diệu ban nãy bị hắc y nhân xen ngang, nhưng thật thất vọng vì đã thử vô số lần nhưng đều thất bại. Đúng là có thể gặp nhưng không thể cầu mà. Dương Diệp thấp giọng thở dài. Hắn tuy không biết loại trạng thái kia là gì, nhưng trực giác mách bảo, nếu có thể tiến vào trạng thái kia sẽ tuyệt đối có lợi cho hắn, thật tiếc đã bị hắc y nhân phá hỏng. Đúng lúc đó xuất hiện một tiếng vang thật lớn, một con quái vật có thân hình màu đen to lớn từ cửa hang lao đến, hồng hộc tiến về phía Dương Diệp. Dương Diệp biến sắc, hắn không kịp tránh bèn dùng một quyền đánh về phía con quái vật ấy. Ầm một phát. Khi một trường kia của hắn rơi lên người con quái vật Dương Diệp thầm nghĩ hỏng bét, chợt một cỗ lực bay đến đánh vào người Dương Diệp, hắn rên lên một tiếng, thân thể bị đánh bay về phía vách tường rồi rơi xuống. Đau vô cùng, đây là cảm giác hiện tại Dương Diệp có thể cảm nhận được, xương cốt toàn thân như muốn vụn ra từng mảnh, đồng thời hắn cũng cảm thấy bản thân mình may mắn vì trước đó đã tu thành luyện thể quyết. Nếu trước đó chiêu thức hắn chọn không phải là luyện thể quyết cùng với kim sắc huyền khí bảo vệ thân thể thì chắc cú đánh ban nãy đã khiến hắn thịt nát xương tan rồi. Đè nén sự đau nhức khắp thân thể, Dương Diệp vội vàng nhảy từ trên tường xuống, vừa mới xuống thì con quái vật khổng lồ kia lại lao đến, trong mắt Dương Diệp co rụt lại, điên cuồng vận kim sắc huyền khí, tay phải kẹp một viên kim sắc lấp lánh đánh về hướng con quái vật kia. Lại một tiếng động vang lên. Dương Diệp lại một lần nữa bị bay ngược trở ra đâm vào vách tường, tuy nhiên con quái thú kia cũng bị một chiêu này của hắn chưởng lui vài bước. Thật mạnh! Cảm giác được sự đau đớn trên cánh tay phải, sắc mặt Dương Diệp khẽ biến, hắn đã gia tăng lượng kim sắc huyền khí mà còn bị đánh bay, con quái thú này mạnh hơn hắn rất nhiều, nếu hắn sử dụng cường lực phù đi chăng nữa cũng chưa chắc mạnh đến như vậy. Tâm niệm khẽ chuyển động, Dương Diệp một lần nữa đứng lên. Lần này con quái vật kia cũng khôi vội lao đến như lần trước khiến cho Dương Diệp thấy rõ hình dáng của nó. Trước mặt hắn là một con cự lang đầu xám, hình thể của nó cao khoảng 2 mét, gấp 3 lần Dương Diệp. Ở trước mặt con quái vật to lớn như thế này, nhìn giống như một hài nhi và một người khổng lồ. Con cự lang này ngoài hình thể khổng lồ thì sở hữu 4 chảo, trong miệng còn chứa cả răng nanh. Cự lang 4 chảo dài như cánh tay, tản ra hơi thở lạnh lẽo. Thỉnh thoảng chân trước của nó cạ trên mặt đất liền xuất hiện những vết rách sâu hóm, hai cây răng nanh của nó dài tầm 10 tấc, uốn lượn giống như lưỡi đao đòi mạng, khiến cho người khác không rét mà run. Cửu giai đỉnh phong huyền thú. Quan sát một chút, Dương Diệp liền biết con cự lang này chính là một cực phẩm. Nhìn xung quanh một chút, Dương Diệp cũng biết vì sao con cự lang này lại gây chuyện với hắn.
Cái động này chính là nơi ở của nó, hắn bất thình lình xông vào nhà người ta khiến cho người ta không thể tránh khỏi hiểu lầm. Dương Diệp hít sâu, giãn gân cốt tứ chi làm cho các khớp kêu lốp bốp, cửu giai huyền thú này khiến cho hắn thật cao hứng. Cự lang hai mắt tràn ngập hung quang quan sát Dương Diệp, hai chân cào đất không ngừng, nó không thể nhịn nổi nhân loại đang khiêu khích trước mặt nó. Cự lang lấy đà hét lên một tiếng sau đó hóa thành một đạo ánh sáng màu xám tiến về phía Dương Diệp. Nhìn thấy cự lang lao về phía mình, Dương Diệp nhắm hai mắt, hai chân như cầy sắt trụ phía dưới tạo ra một rãnh sâu trên mặt đất, hắn vươn tay phải ra, bàn tay nắm chặt, bên tay trái hiện lên ánh sáng màu nhạt, mặt hắn không chút sợ hãi. Khi cự lang còn cách Dương Diệp khoảng một tấc, hắn hét lên một tiếng tay phải trưởng một quyền về phía cự lang trước mặt. Một tiếng nổ vang lên. Một người một sói hung hăng nhào vào nhau, năng lực khổng lồ ập tới khiến Dương Diệp lùi về phía sau đụng vào vách động khiến cho cả sơn động rung lên từng đợt, dưới chân hằn một vết lõm dài trên mặt đất. Cự lang cũng bị hắn đánh cho lui ra vài bước. Nhìn thấy cự lang bị hắn đánh lui, Dương Diệp tuy đau nhức toàn thân nhưng trong lòng rất vui vẻ, cũng không phải không thắng nổi nó. Nghĩ đến điều này Dương Diệp vẫy vẫy tay, nhìn thẳng cự lang rồi duỗi ngón cái ra chĩa thẳng xuống đất. Gào! Cự lang mặc dù không có trí tuệ như loài người, nhưng vẫn đủ trí thông minh để thấy Dương Diệp làm ra những động tác khiêu khích nó. Cự lang gầm lên giận dữ bật người, song chảo vươn ra, hàn quang lóe lên, một cỗ âm thanh xé gió bén nhọn lao đến chụp thẳng về phía Dương Diệp. Thấy cự lang lại lao tới, Dương Diệp nhắm chặt hai mắt, tay cũng nắm thành quyền, ngồi trên mặt đất, khi nghe tiếng gầm lao đến, song quyền đột nhiên vung ra. Cả hai chạm vào nhau tạo thành một tiếng nổ lớn. Sau khi vung quyền, một cổ đau nhức kịch liệt truyền đến khiến Dương Diệp thổ huyết, mà cự lang cũng bị song quyền đánh văng ra ngoài, nhưng chỉ trong chốc lát, cự lang liền đứng dậy chu lên, lấy đà bay về phía Dương Diệp một lần nữa. Thấy vậy, Dương Diệp co rụt trong mắt ngăn chặn khí huyết đang sôi sục, chân phải hắn bỗng nhiên đạp trên mặt đất mượn lực bắn người về phía cự lang, tay phải nắm chặt thành quyền xé gió nhào đến. Một người một sói lần nữa va chạm tạo nên âm thanh lớn. Nhưng lần này cự lang không bị đánh văng ra ngoài, nó dùng song chảo túm chặt song quyền của Dương Diệp, dùng hai cây răng nanh dài sắt nhọn đâm đến. Mắt thấy hai tay bị chế trụ lại còn sắp bị răng nanh xé nát, Dương Diệp không khỏi kinh hãi dùng chân thúc vào phát vào bụng cự lang. Phần bụng bị đạp trúng, cự lang kêu rên một tiếng đồng thời buông song quyền của Dương Diệp ra, Dương Diệp sững sờ trong giây lát, đã bị cự lang hung hăng chộp ngay lồng ngực. Nhất thời bị đánh một cú mạnh như vậy Dương Diệp bay ra đụng vào tường. Khục. Dương Diệp khó khăn đứng dậy, đầu óc có chút mê muội, đúng lúc này một đôi vuốt như xuyên thấu không gian lại một lần nữa đập vào ngực hắn, trong chớp mắt đôi vuốt kia vung lên và vô số lần vào đầu, vào ngực, vào bụng của Dương Diệp. Đinh đinh. Vô số móng vuốt đánh vào thân thể Dương Diệp giống như một thanh kim loại khiến toàn thân hắn ứa máu. Trong lúc móng vuốt chạm vào thân thể còn vang theo tiếng đinh đinh như một bản hòa nhạc. Cự lang húc vào phần bụng Dương Diệp tạo nên một tiếng vang lớn, cú húc này khiến cho Dương Diệp văng ra thật xa, thân thể trà xuống mặt đất, vô số âm thanh ầm ầm xuất hiện, vô số đá tảng rơi xuống lấp lấy Dương Diệp. Cự lang đương nhiên không bỏ qua cho Dương Diệp, ngay lúc nó chuẩn bị nuốt hắn vào bụng thì bên ngoài hang động lại truyền đến một tiếng sói tru. Nghe được âm thanh này cự lang liền biến sắc, nó không chút do dự chạy về phía cửa hang. Cự lang vừa rời hang thì Dương Diệp bắt đầu bò ra từ trong đống đá, lúc này ý thức của hắn có chút mơ hồ, não như bị hồ dính, chỉ có thể cảm giác được toàn thân đau nhức, đau đến tận xương tủy, nếu không nhờ ý chí mạnh mẽ có lẽ hắn đã bị đau đến ngất đi. Sau một hồi, Dương Diệp cũng bình thường trở lại, thấy cự lang vẫn chưa trở lại, việc đầu tiên hắn làm lúc này chính là chạy trốn. Sau khi trốn ra từ hang động của cự lang, Dương Diệp liền tìm một gốc đại thụ leo lên ngồi xếp bằng trên cây, hắn cúi đầu nhìn bản thân mình lúc này, thấy tình hình chính mình, Dương Diệp hít sâu một hơi. Lúc này quần áo Dương Diệp đã rách nát, toàn thân dính đầy máu, có những vết máu vẫn chưa kịp khô lại, càng tăng thêm phần ghê rợn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lần này là do mình khinh địch, Dương Diệp cười khổ lắc đầu. Lúc trước hắn dùng quyền đập chết cự mãng vương, lại dùng một nhát kiếm kết liễu thất phẩm huyền thú lưỡng rực xà, khiến cho hắn cảm thấy cửu phẩm huyền thú chắc cũng chỉ tầm thường như thế. Nhưng sự thật đã chứng minh, cửu phẩm huyền thú mạnh hơn nhiều so với thất phẩm huyền thú. Mà hắn lại quá khinh địch, dùng chính thân thể mình giao chiến với cửu phẩm huyền thú,
đây chẳng khác nào tự sát. Nhưng mà trận giao chiến lần này lại có chút ngoài ý muốn, Dương Diệp không ngờ sức mạnh của chính mình lại mạnh như vậy. Tuy còn nhiều chênh lệch so với cửu phẩm huyền thú, nhưng không thể phủ nhận năng lực tấn công và phòng ngự của hắn mạnh hơn so với những người khác, có lẽ ngay cả cường giả tiên thiên cảnh cũng không sở hữu một thân năng lực mạnh mẽ như hắn. Phát hiện này khiến cho Dương Diệp có chút vui mừng, vốn dĩ tu thành luyện thể quyết là việc bất đắc dĩ, nhưng quả thật hắn không nghĩ tới dùng luyện quyết thể trên thân thể mang kim sắc huyền khí lại mang đến sức mạnh vượt trội như vậy, về sau có đối địch với ai thì thân thể này chính là một sát thủ. Cảm giác thân thể đang đau nhức kịch liệt, Dương Diệp thu hồi tâm tư, hai mắt khép hờ, kim sắc huyền khí trong cơ thể phun trào chữa trị cho thân thể đang tổn hại nghiêm trọng của hắn. Kim sắc huyền khí như một dòng nước ấm chảy khắp thân thể Dương Diệp, nhưng nơi kim sắc huyền khí đi qua khiến cho hắn có cảm giác vết thương đang từ từ lành lại, mặc dù có chút chậm nhưng Dương Diệp vẫn cảm giác được. Việc này khiến hắn có chút vui, bèn tăng tốc vận chuyển huyền khí khắp cơ thể. Bất chi bất giác, một đêm đã trôi qua, lúc mặt trời bên cạnh hắn vừa ló, Dương Diệp mới mở mắt. Dùng hết 6 khối năng lượng thạch trong thời gian một đêm. Mặc dù vết thương chưa khỏi hoàn toàn nhưng hắn vẫn có thể chiến đấu. Nhảy xuống mặt đất, Dương Diệp giang rộng tứ chi cảm thụ huyền khí rồi rào chạy trong cơ thể, hắn nhếch mép cười, hắc đạo có năng lượng thạch cũng là một việc tốt, hắn có thể tự do dùng huyền khí. Lần trọng thương này nếu không có năng lượng thạch chắc có lẽ 5-6 ngày sau hắn cũng không thể khôi phục nổi. Bảo Nhi vạn tuế, nghĩ đến mấy vạn năng lượng thạch bản thân đang sở hữu. Dương Diệp chỉ muốn bay về kiếm tông hung hăng hôn Bảo Nhi một trận, năng lượng thạch đối với hắn vô cùng hữu dụng. Hưng phấn một hồi, Dương Diệp khẽ động cổ tay, trong tay liền xuất hiện một thanh chủy thủ ngắn, trường kiếm vô danh lúc trước đã bị gãy, hắn lại không có thanh nào để thay thế, chỉ đành dùng tạm thanh chủy thủ này. Nắm chặt vũ khí trong tay, Dương Diệp giống như một con báo linh động lao về phía hang động, đối thủ tốt như vậy hắn thật không muốn bỏ qua. Những tiếng nổ lớn lại vang lên. Một người một sói tiếp tục đại chiến. Lần này Dương Diệp học khôn, hắn không dùng thực lực để đấu với cự lang nữa mà pha vào một chút kỹ xảo. Hiện tại Dương Diệp không dùng cách tấn công trực tiếp mà chuyển sang cách đánh du kích. Chỉ cần có cơ hội, chủy thủ trong tay sẽ khiến cự lang phải chảy máu. Ngoại hình to lớn là một ưu thế đối với cự lang nhưng cũng biến thành điểm yếu của chính nó, giống như bây giờ, thân hình to lớn chẳng có tác dụng gì. Chẳng những không thể chiến đấu linh hoạt mà còn vô duyên vô cớ biến thành một tấm bia sống, mỗi lần Dương Diệp vung chủy thủ đều có thể thành công đâm vào người cự lang. Tuy nhiên thân thể của Dương Diệp cũng có chút không thoải mái, thỉnh thoảng bị cự lang đập trúng khiến toàn thân hắn như giã ra từng mảnh, nếu không phải do kim sắc huyền khí không ngừng trị thương, không chừng hắn đã gục ngã. Một người một sói cứ người tới một đao ta lại đâm một nhát, ước chừng một canh giờ trên người Dương Diệp lại có thêm 10 vết cào. Mà cự lang cũng không khá khẩm hơn, trên người đầy thương tích, tuy nhiên thân hình to lớn của nó rất có sức phòng ngự, có những vết thương chỉ là ngoài ra căn bản không ảnh hưởng gì đến cự lang. Ầm một tiếng vang lên. Dương Diệp không chú ý đã bị cự lang đánh bay, nhưng chỉ trong giây lát, Dương Diệp từ vách hang nhảy ra, lao về phía cự lang. Nhìn thấy tên nhân loại này lại lao đến, cự lang nheo mắt, loại người không sợ chết như Dương Diệp khiến cự lang có chút e dè, kiêng thì kiêng. Cự lang vẫn không lùi bước, nếu như là nơi khác nó sẽ quyết định không tử chiến, nhưng đây dù sao cũng là hang ổ của nó, cho dù thế nào cự lang cũng không thể mặc kệ. Lại qua một canh giờ, Dương Diệp cuối cùng bại trận lại phải trốn đi. Dương Diệp không thể không trốn, bởi vì huyền khí trong cơ thể hắn đã cạn sạch, phải biết rằng mỗi lần vung chủy thủ xuất chiêu đều phải dùng huyền khí, nếu không có huyền khí phụ trợ thì hắn căn bản không thể phá vỡ lớp phòng ngự của cự lang. Hơn nữa hắn còn phải dùng huyền khí để trị thương, căn bản không bao giờ đủ. Cho nên trước mắt Dương Diệp không thể không lui. Nhìn thấy Dương Diệp bại trận bỏ trốn, cự lang cũng không thèm đuổi theo, nó nằm trên đất thở dốc liên tục, 2-3 canh giờ chiến đấu liên tục, lại thêm Dương Diệp liều mạng không sợ chết khiến cho nó cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Hiện tại nó chỉ hy vọng tên nhân loại này đừng làm phiền nó nữa. Nhưng Dương Diệp đã khiến nó thất vọng, cứ chưa đến nửa canh giờ. Nhân loại kia lại đến hang của cự lang, sau đó lại phải đánh nhau một trận. Cứ như vậy, sau 1-2 canh giờ chiến đấu, Dương Diệp lại đào tẩu, chờ đến lúc huyền khí khôi phục lại tiếp tục tiến vào hang cự lang cùng nhau đánh một trận, liên tục lặp lại trong 2 ngày. Cự lang càng đánh càng mệt, Dương Diệp càng đánh lại càng hăng, cứ mỗi lần chạy trốn rồi quay lại,
kỹ xảo của Dương Diệp lại tăng mấy phần khiến cho Cự Lang càng lúc càng buồn bực. Những lúc Dương Diệp chạy trốn, Cự Lang cũng có lúc thừa thắng xông lên nhưng nó lại thất vọng, nhân loại này đấu không lại nó, lúc trốn thì lại leo lên cây, Cự Lang cũng không phải huyền thú biết bay, chỉ có thể dùng đầu húc vào thân cây Dương Diệp đang trốn. Húc mãi, cây cũng đã đổ nhưng vẫn không có cách nào khiến cho nhân loại kia rơi xuống, cuối cùng nó từ bỏ. Ngày thứ 6 cùng Cự Lang đánh nhau, Dương Diệp không trốn nữa, hắn đã trở nên thành thạo hơn, qua 3 ngày sau, Dương Diệp có thể chiếm được thế thượng phong, khống chế tiết tấu của trận đánh. Ngao! Dương Diệp cưỡi trên lưng Cự Lang, hai chân thúc chặt bên bụng nó, quyền cước lóe ánh kim liên tục thúc vào đầu Cự Lang, một quyền lại một quyền, trong động chỉ còn lại tiếng sói tru thảm thiết. Cự Lang thoát khỏi Dương Diệp, lăn lộn trên mặt đất, nó cõng Dương Diệp tông vào vách động khiến cho vách động bị thủng nhiều lỗ to tướng, nhưng Dương Diệp vẫn không buông tay, có cơ hội liền nện quyền vào đầu Cự Lang. Một người một sói thì xem ai kiên trì hơn ai. Cứ như vậy tầm một canh giờ sau, hang động yên tĩnh trở lại, người và sói đều ngã trên mặt đất, Dương Diệp còn thở, Cự Lang cũng còn thở, hai bên cách nhau một trượng liên tục trợn mắt chừng nhau, nhưng không bên nào xông lên cả vì cả hai đều cạn kiệt sức lực. Cự Lang nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt hiện ra sự kiêng kỵ, tên này còn đáng sợ hơn huyền thú, bản năng khiến nó nghĩ như thế. Mà Dương Diệp càng nghĩ càng hưng phấn. Bởi vì hắn không cần dùng huyền kỹ nhưng vẫn có thể đánh ngã cửu phẩm huyền thú, tuy rằng tiêu tốn 10 ngày, nhưng cũng là do hắn đánh ngã. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp chậm rãi đứng lên, lúc này hắn đã khôi phục phân nửa, nhìn thấy Dương Diệp đã đứng lên, trong mắt Cự Lang xuất hiện một tia hoảng sợ, nó cũng muốn đứng dậy nhưng không thể dậy nổi. Dương Diệp chậm rãi đi về phía Cự Lang, vẫy quyền nhìn nó rồi hắc hắc cười vài tiếng định đến lấy nội đan của Cự Lang. Đúng lúc này một ánh sáng màu tím bỗng nhiên xuất hiện, chính là con chồn tía kia, nó chỉ Cự Lang đang nằm trên mặt đất rồi nhìn về phía Dương Diệp mà lắc đầu. Dương Diệp khẽ giật mình, chợt hỏi, người muốn ta tha cho nó. Chồn tía vội vàng gật đầu. Đừng đùa, nội đan rất đáng tiền, da sói cũng rất đáng tiền, sao có thể nói tha là tha. Nghe Dương Diệp nói, tiểu gia hỏa vội vọt đến trước mặt hắn, dùng tay nhỏ sờ sờ mũi hắn. Lộ ra dáng vẻ cầu xin. Nhìn thấy bộ dạng như vậy của nó, Dương Diệp nhức đầu, nhìn về phía Cự Lang đang nằm trên đất, Dương Diệp giật mình, thân thể Cự Lang hơi run rẩy, hai mắt nhìn chằm chằm chồn tía hiện rõ tia e ngại. Nó sợ sao? Dương Diệp nghĩ, hắn nhìn về phía Cự Lang, lại nhìn về phía con chồn đang nũng nịu kia, Dương Diệp hỏi, nó sợ ngươi? Chồn tía nháy mắt mấy cái, sau đó nhìn về Cự Lang chớp chớp mắt. Thấy ánh mắt chồn tía rơi trên đầu mình, Cự Lang càng hoảng sợ hơn, đầu sói gục trên mặt đất như một tên nô tài. Chồn tía thấy vậy liền vỗ vỗ đầu Cự Lang, hài lòng gật cái đầu nhỏ, hiển nhiên nó rất hài lòng về thái độ của Cự Lang. Sau một lúc, chồn tía tiểu vung chảo lên biến Cự Lang thành một đạo ánh sáng chui vào thân thể Dương Diệp, mà giờ khắc này Dương Diệp bị kinh ngạc, ngây người ra như một con rối gỗ. Sau khi hoàn hồn, Dương Diệp vội vàng xem xét cơ thể mình. Đúng như hắn dự đoán, Cự Lang bị hắn đánh cho hấp hối kia đang ở trong vòng xoáy đan điền của Dương Diệp, tò mò đánh giá xung quanh, sau đó không ngừng lăn lộn trong đan điền của Dương Diệp. Sau khi lăn lộn một hồi, Cự Lang phát hiện ra cái ao chứa đầy huyền khí kia, nó giống như một gã hán tử nhiều ngày không được ăn cơm bỗng dưng thấy một cái chân giò trước mặt khiến cho hai mắt nó đều đỏ lên. Nhưng Cự Lang cũng không giống chồn tía ngay lập tức nhào đến ao huyền khí tắm rửa. Nó chỉ ngồi bên cạnh bồi hồi suy nghĩ gì đó, dường như đang kiêng kỵ điều gì. Dương Diệp mở hai mắt ra nhìn chồn tía, không thể không nói, tiểu tử này đã làm cho hắn chấn kinh một phen. Dương Diệp không bao giờ nghĩ đến tiểu tử này lại có thể đưa huyền thú vào đan điền của hắn, mà Cự Lang kia sau khi tiến vào đan điền của hắn thì lộ ra vẻ hưng phấn lạ thường, điều này khiến Dương Diệp vô cùng nghi ngờ. Chồn tía kia vì sao lại tiến vào vòng xoáy? Tại sao nó có thể đưa huyền thú vào đan điền? Tại sao Cự Lang lại sợ nó? Đan điền của hắn là cái gì? Sao lại thần kỳ như vậy? Một đống câu hỏi xuất hiện, nhưng Dương Diệp không có câu trả lời. Sau khi Dương Diệp đặt ra cả đống vấn đề, con chồn tía còn bày ra dáng vẻ nghi hoặc hơn hắn. Nó lắc lắc cái đầu nhỏ biểu hiện mình chẳng biết sao lại như thế, hoặc giả nó đang giấu giếm gì đó. Dương Diệp không tiếp tục truy vấn nữa, sau đó hắn chỉ vào đan điền của mình rồi hỏi con chồn tía, về sau nó có thể đánh nhau giúp ta sao?
Chồn tía không có lực chiến đấu hắn có thể tiếp nhận bởi vì dù sao nó cũng rất đáng yêu, nhưng riêng cự lang kia nếu không giúp hắn đánh nhau thì Dương Diệp cũng không muốn chứa chấp một kẻ ăn không ngồi rồi. Chồn tía nháy mắt vài cái, sau đó gật gật đầu. Nhìn thấy nó gật đầu, Dương Diệp có chút đắc ý, cửu giai huyền thú à, một đả thủ, ngẫm đi nghĩ lại hắn càng thấy hưng phấn. Hưng phấn tan đi, Dương Diệp xoa đầu chồn tía, hài lòng gật đầu nói, ngươi làm rất tốt, sau này cự lang kia sẽ là tiểu đệ của ngươi, ngươi phải đối xử thật tốt với nó để nó nghe lời, hiểu chưa? Hắn không ngốc, cự lang dù sao cũng có thủ với hắn, nhưng đối với tiểu tử kia thì khác, lại còn có phần e ngại, cho nên trách nhiệm điều giáo này không ai phù hợp hơn chồn tía. Người hễ gặp việc vui thì tinh thần cũng thoải mái, Dương Diệp rời khỏi hang động sau đó nở một nụ cười rạng rỡ, trong lòng hắn đang tính toán một kế hoạch vĩ đại, vòng xoáy đan điền của hắn lớn như vậy chứa vài trăm huyền thú cũng không thành vấn đề, nếu sở hữu chừng trăm con cửu phẩm huyền thú, đến lúc đó sợ rằng cả tiên thiên cường giả cũng phải quỳ lại dưới chân hắn. Dương Diệp càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng kích động, hắn tưởng tượng ra cảnh dưới tay mình sở hữu một đàn huyền thú hùng hậu như vậy. Bất thình lình, nụ cười trên mặt Dương Diệp cứng đờ, sau đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất phi vào một bụi cỏ gần đó, biến chính mình thành một pho tượng sống. Xào xạc. Đúng lúc này, qua khe hở của những bụi cỏ, Dương Diệp có thể thấy một cái bóng màu đen lao đến thật nhanh, tốc độ của hắc ảnh như ma quỷ dẫm lên cây nhưng vẫn không phát ra bất kỳ tiếng động nào, nhìn xung quanh một lượt thì tầm mắt hắc ảnh rơi xuống thân ảnh của Dương Diệp chỉ cách đó chục trượng. Dương Diệp cứng đờ. Trong lòng âm thầm hỏi thăm tổ tiên tám đời của tên này, chạy chỗ nào cũng được, đừng chạy về phía ta chỉ là hạng nhỏ bé không thể chơi cùng với đại gia các người được. Hắc ảnh toàn thân khoác một bộ y phục thuần đen, sau khi nhảy từ trên cây xuống cũng không chạy trốn, y xoay tay phải, một lưỡi kiếm phảng phất mùi máu tươi như được đúc từ máu xuất hiện trong tay hắc ảnh, thanh kiếm cực kỳ quỷ dị, mùi máu tươi trên đó Dương Diệp cũng có thể nhận ra rõ ràng mặc dù cách vài chục trượng. Đúng lúc này lại có một bóng trắng từ xa ngự kiếm đến, sau khi thấy dung mạo của nàng, tim của Dương Diệp nảy lên mạnh mẽ. Nữ tử mặc một bộ y phục xanh nhạt, đôi mắt phong tình, da như tuyết môi như anh đào, gương mặt trong suốt như ngọc không chút tì vết. Đứng trên một thanh kiếm lớn màu xanh, váy trắng thoáng tung bay tựa như tiên nữ trên chín tầng mây, thánh khiết, cao quý không nhiễm một chút bụi trần, khiến cho người ta có cảm giác chỉ cần nhìn qua là đã đắc tội với nàng. Tốc độ của nữ tử cực nhanh. So với hắc ảnh còn nhanh hơn vài phần, dường như trong chớp mắt đã ngự đến vị trí hắc ảnh cách đó không xa, nàng phi xuống một ngọn cây, dùng kiếm chỉ về phía hắc ảnh, trên thân kiếm liền xuất hiện mấy đạo lệ khí ẩn hiện. Thật xinh đẹp, thật mạnh mẽ. Nhìn nữ tử xinh đẹp như tiên kia, cổ họng Dương Diệp cuồn cuộn, có thể ngự kiếm thì tu vi cũng phải đạt đến linh giả cảnh. Đương nhiên Dương Diệp không quan tâm lắm đến thực lực của hai người họ, hắn chỉ quan tâm hai người họ có thật sự đánh nhau hay không. Nếu vậy chỉ cần một chiêu bị lệch của hai người đó cũng đủ giết hắn mấy lần. Tổ tiên tử, người đúng là âm hồn bất tán. Đuổi theo ta tận mấy ngày, người cho là ta sẽ sợ ngươi sao? Hắc ảnh nhìn kiếm của nữ tử, khàn giọng nói, âm thanh của y cực kỳ khó nghe, như lấy đồ vật mài trên đá, để lại cho người nghe những tiếng cực kỳ chói tai. Huyết thủ, đừng nhiều lời, người của quỷ tông các ngươi đến tận kiếm tông giết người thì nên nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay, người đừng hòng thoát. Tổ tiên tử kia lạnh lùng nói, quỷ tông, kiếm tông, trong lòng Dương Diệp khẽ run, nữ tử kia lại là người của kiếm tông, cũng đúng, có thể ngự kiếm phi hành, kiếm khí lại sắc nhọn như thế, không phải người của kiếm tông thì là ai? Trốn, huyết thủ cười lạnh một tiếng sau đó liếc mắt về chỗ Dương Diệp đang ẩn nấp, thấy hắc ảnh nhìn mình, Dương Diệp thầm nghĩ hỏng bét, ngay lúc hắn chuẩn bị trốn thì bị một sợi bằng máu đánh vào ngực khiến cho Dương Diệp hét thảm thiết rồi bò ra đất. Không hổ danh là huyết thủ, ngay cả phàm nhân huyền giả cũng không tha. Nhìn thấy huyết thủ xuất chiêu đánh giết phàm nhân huyền giả, mặt nữ tử càng lạnh hơn. Tha, huyết thủ cười lạnh một tiếng, nói hiện tại ta và ngươi quyết chiến một trận, ta chỉ là không muốn xảy ra sơ sót gì thôi. Nói rồi huyết thủ bổ thẳng kiếm về phía nữ tử, vô số sợi dây bằng máu bắn về phía nữ tử kia, những sợi dây máu đó được tạo nên bởi vô số máu tươi. Trong chốc lát cả một vùng trời ngập trong mùi tanh của máu. Thấy thế, bạch y nữ tử mặt không biến sắc, thấy thân thể sắp bị trúng chiêu, nàng ta liền bay lên, trong chớp mắt thân ảnh của nữ tử biến mất khỏi chỗ đang đứng rồi lại xuất hiện dưới mặt đất, kiếm ngọc mang theo cơn lốc đâm về phía huyết thủ.
phía sau những sợi dây máu đánh trúng một cây đại thụ khiến cho cái cây vỡ vụn, gỗ bay đầy trời. Trong chớp mắt, trường kiếm trong tay nữ tử đã đâm đến trước mặt huyết thủ, y ngưng tụ ánh mắt, chân phải bỗng dưng đạp trên mặt đất khiến cho thân thể vọt lên, huyết kiếm trong tay lại bắn ra vô số sợi máu bổ nhào về hướng bạch y nữ tử. Huyết kiếm bổ tới, nữ tử nhắm nghiền hai mắt, trường kiếm móc nghiêng đỡ chiêu. Keng! Hai người không chút kiêng kỵ mà quyết chiến với nhau, tia lửa do kiếm va chạm văng khắp nơi. Trong một khắc kiếm của hai người chạm nhau thì xuất hiện mấy đạo kiếm khí từ chính kiếm của bạch y nữ tử phóng ra, xé gió bay về phía huyết thủ. Thấy kiếm khí lao tới, huyết thủ biến sắc, cũng may hai người đã nhiều lần so chiêu khiến y sớm có phòng bị. Lúc hai thanh kiếm rời nhau lại có mấy đạo huyết quang từ chính cơ thể huyết thủ tách ra tạo thành một lá chắn xung quanh bảo vệ y khỏi chiêu thức của nữ tử kia. Những đạo kiếm khí của nữ tử đánh vào lá chắn bằng máu không ngừng vang lên những âm thanh đinh đang vang dội, trong nháy mắt những đạo huyết quang này lại bổ nhào về phía nữ tử. Thấy huyết quang lao đến, nữ tử nhăn mi ngã người ra phía sau, cổ tay nàng chuyển động, lập tức lại có mấy cỗ kiếm khí bắn về phía huyết thủ phía bên kia. Cảm nhận được trường kiếm hướng đến bụng mình, lại thêm mấy đạo kiếm khí mới xuất hiện, y khẽ nheo mắt sau đó dựng thẳng huyết kiếm, chân phải của y điểm nhẹ trên mặt đất. Thân thể một bước lại một bước lùi ra sau, trong quá trình dịch chuyển thì huyết kiếm trong tay không ngừng xoay tròn. Đinh! Mấy đạo kiếm khí đều bị cản lại, sau khi cản được mấy đạo kiếm khí kia huyết thủ bỗng biến sắc, chỉ thấy một thanh trường kiếm cùng vô số kiếm khí bắn về phía y. Huyết thủ không dám khinh thường, chân phải lần nữa đạp trên mặt đất liên tục lùi về phía sau. Bạch y nữ tử vẫn truy đuổi không ngừng, nàng hóa thành một đạo tàn ảnh cầm trường kiếm đâm thẳng về phía huyết thủ đang rút lui. Trường kiếm trong tay lại bắn ra vô số kiếm khí và tạo thành một cơn lốc xoáy hình xoắn ốc đâm đến. Lợi hại, Dương Diệp ngồi trong bụi xem hai người họ giao đấu, trong lòng chấn kinh. Hắn vẫn chưa chết vì ban nãy khi huyết quang đánh xuống, Dương Diệp ra sức uốn éo làm cho huyết quang đánh một phát lên ngực trái hắn tạo ra vết thương nhưng không gây nguy hiểm cho tính mạng. Dương Diệp muốn chạy nhưng lại không dám chạy, hai người họ tuy đánh nhau kịch liệt như thế, nhưng để giết hắn thì lại dễ như trở bàn tay. Vì thế Dương Diệp vẫn ở tại chỗ quan sát trận quyết chiến. Hai người giao thủ khiến cho Dương Diệp rung động không thôi. Đặc biệt là kiếm pháp của nữ tử kia, mỗi kiếm đâm ra đều mang theo mấy đạo kiếm khí gây phiền toái cho Hắc Ảnh, khiến y không phải cảnh giác để phòng không thể ham chiến. Quả nhiên là một chiêu áp vạn chiêu. Nhìn cơn lốc hình xoắn ốc từ trường kiếm mang theo kiếm khí, trên mặt huyết thủ lộ ra tia dữ tợn, huyết kiếm trong tay run lên, một tiếng thét lớn vang trời. Chỉ thấy huyết kiếm mãnh liệt bổ một nhát về phía trước, một đạo huyết ảnh mang theo vô vàn sợi máu bắn ra xa, những nơi nó quét qua đều để lại những khe rãnh sâu hóm. Âm một tiếng, huyết quang cùng lốc xoáy hình xoắn ốc đụng vào nhau tạo nên một trận hư khí khuếch tán khắp núi rừng, những nơi nó quét qua đều khiến cho sinh vật cây cỏ tàn lụi. Đúng lúc này trong trận hư khí kia có một tiếng động vang lên, chỉ thấy 10 đạo kiếm khí từ trong trận hư khí kia bắn ra nối tiếp nhau. Mang theo âm thanh xé gió bén nhọn ở mỗi nơi nó xẹt qua. Thấy chiêu thức này, Dương Diệp không nhìn được khẽ trợn mắt, nữ tử này đã luyện đến tầng cao nhất của phân linh kiếm pháp, còn có thể dùng hình thức này của phân linh kiếm pháp để tấn công, quá mạnh. Thấy 10 đạo kiếm khí bắn về phía mình, huyết thủ sắc mặt ngưng trọng, tay trái tìm tòi phía trước, chợt y nắm tay lại, nhất thời những đạo huyết quang tụ lại thành một tấm chắn dày bảo vệ xung quanh y. 10 đạo kiếm khí liên tiếp đâm vào tấm chắn bằng máu, lúc kiếm khí đánh trúng lá chắn khiến cho thân thể của huyết thủ chấn động không ngừng phải liên tục lùi bước, mỗi đạo kiếm khí đâm vào lá chắn máu kia làm cho màu sắc của nó nhạt dần. Đạo kiếm khí thứ 9 đâm vào lá chắn khiến cho nó càng trở nên mong manh, gần như biến thành trong suốt. Đạo kiếm thứ 10 đâm vào lá chắn khiến nó tan vỡ rồi biến mất, lộ ra gương mặt hoảng sợ phía sau của huyết thủ. Xẹt, một thanh trường kiếm như tia điện xẹt đến xuyên qua ngực huyết thủ, máu tươi phun ra. Nữ tử đứng sau lưng y nhanh chóng tiếp được trường kiếm, nàng quay ngược lại, trường kiếm lại một lần xuyên qua huyết thủ từ phía sau. Lúc này, huyết thủ đang dùng tay bị chặt vết thương bị trường kiếm xuyên qua trước ngực, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ trường kiếm. Hắc huyết phong. Huyết thủ bỗng dưng phẫn nộ hét lên, chỉ thấy tay phải đang cầm huyết kiếm của y tràn ra một cổ máu đỏ tươi bị hắc khí nhuộm lấy. Lập tức máu tươi biến thành màu đen lan theo trường kiếm, trong chớp mắt máu đen từ trường kiếm lan đến cơ thể của bạch y nữ tử.
đồng thời chân phải của huyết thủ đạp mạnh xuống đất, mượn lực khiến cơ thể bật lên phía trước khiến trường kiếm rời khỏi cơ thể, kiếm vừa rời, chỗ bị thương liền trào ra một mảng máu màu đen. Cảm nhận được máu đen ngấm vào người, trường kiếm trên tay bị biến thành màu đen dường như đã mất đi linh tính, gương mặt của nữ tử tỏa ra khí lạnh nhưng không giống nét lạnh nhạt ban nãy, cuối cùng nữ tử ngẩng mặt lên trầm giọng nói với huyết thủ, ngươi lại dám sử dụng cấm pháp, không lẽ ngươi không sợ bị hao hụt tu vi, không bao giờ có thể thăng cấp nữa sao? Nữ tử như động vào chỗ đau của huyết thủ, y che đi vẻ tái nhợt trên gương mặt dữ tợn của mình, điên cuồng nói, hao hụt tu vi. Đương nhiên là tốt hơn so với việc mất mạng, tổ tiên tử bây giờ có phải đang cảm thấy huyền khí trong cơ thể đang chậm rãi mất đi? Ha ha, lát nữa thôi ngươi sẽ trở thành một phế nhân không huyền khí, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Khục tựa hồ quá kích động, vết thương trước ngực huyết thủ lại tràn ra hai cỗ máu đen. Nghe huyết thủ nói xong, Dương Diệp cau mày, thầm nghĩ không hay rồi, xét về độ tàn nhẫn của huyết thủ, nếu thắng thì không biết y có thể sẽ gây nên chuyện gì. Nhưng bây giờ hắn cũng hết cách, tuy huyết thủ đang mang trọng thương, nhưng có thể chắc chắn Dương Diệp vẫn không thể đánh bại huyết thủ. Phát hiện huyền khí trong cơ thể đang bị rút cạn một cách nhanh chóng, nữ tử cau mày trên mặt hiện ra vẻ quyết tuyệt, nàng nhìn về phía huyết thủ, cổ tay khẽ đảo khiến cho trường kiếm trong tay biến mất. Nàng duỗi tay, ngón áp út và ngón út cong gập vào, ngón trỏ ép chặt vào hai ngón trỏ và ngón giữa, bàn tay nàng biến thành hình kiếm chỉ. Hướng kiếm chỉ về phía huyết thủ khoát tay. Một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra. Ngươi quả thật muốn chết. Thấy nữ tử cưỡng ép vận dụng huyền khí, huyết thủ nheo mắt nghiêng người tránh đạo kiếm khí vừa bắn ra, y phẫn nộ quát lên, giọng nói xen lẫn sự sợ hãi. Y lúc này như nỏ mạnh hết đà, nếu bị nữ tử đánh trúng thêm lần nữa, chỉ sợ người chết trước chính là y. Nữ tử không để ý đến huyết thủ, nàng dùng mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân thể lướt về phía huyết thủ, khoát tay liên tục. Mỗi lần khoát tay, một đạo kiếm khí lãnh lẽo sẽ xuất hiện lao nhanh về phía trước, mấy chục đạo kiếm khí bắn ra bay đầy trời, dày đặc như lạc tiễn. Cảnh tượng này khiến cho Dương Diệp đang nấp trong bụi cỏ khẽ giật mình, kiếm kỹ mạnh như vậy, nhất định là mạnh hơn nhiều so với phân linh kiếm pháp. Chắc chắn địa vị trong kiếm tông của nữ tử này không hề thấp, cũng có thể nàng đã lên đến cấp bậc trưởng lão rồi cũng nên. Thấy hàng loạt kiếm khí lao đến, huyết thủ nheo mắt, trong lòng kinh hãi vô cùng. Nhưng trên mặt y lại hiện lên nét quyết tuyệt, không hề để tâm đến vết thương trước ngực đang trào máu, y nắm chặt tay phải hướng về phía trước khiến cho vô số sợi máu tràn ra, trong nháy mắt cả không gian tràn ngập sắc đỏ cầu máu, huyền khí của y không ngừng rót năng lượng màu đen vào vô số sợi máu vừa xuất hiện khiến cho vết thương trước ngực huyết thủ chảy máu ròng ròng. Tuy vết thương đang chảy máu nhưng huyết thủ vẫn không ngừng sử dụng huyền khí, vì y biết đây chính là đợt công kích cuối cùng của nữ tử. Nếu như y có thể chống đỡ được thì người chiến thắng chính là y, nhưng nếu không thể thắng, không cần nói cũng biết kết quả ra sao. Ha ha ha! Một lát sau, tấm khiên năng lượng hoàn toàn biến mất, phía sau lại truyền đến tiếng cười to của huyết thủ, tấm khiên năng lượng màu đen biến mất để lộ ra gương mặt tái nhợt của y, nhưng đồng thời y cũng nở một nụ cười sống sót sau trận đại chiến. Thấy huyết thủ vẫn chưa chết, nữ tử hít sâu, vẻ đắng chát hiện rõ trên gương mặt. Chợt nàng nhắm chặt hai mắt, tay phải khẽ động khiến cho trường kiếm màu xanh lại xuất hiện trong tay, mặc dù không còn huyền khí nhưng không có nghĩa là nàng khoanh tay chịu chết. Có phải ngươi rất thất vọng hay không? Thủy tiên tử à, chẳng phải ta chỉ giết 3-4 tên đệ tử ngoại môn thôi sao? Ngươi lại đuổi theo ta 3 ngày 3 đêm, hiện tại thế nào? Ta không những muốn lăng trì ngươi cho tới chết, mà còn muốn treo thi thể của ngươi trước cửa thành đế đô để danh tiếng kiếm tông của các ngươi càng bay xa hơn. Huyết thủ siết chặt vũ khí trong tay chậm rãi đến gần nữ tử, lúc này y vô cùng đắc ý, bị nữ tử trước mắt truy sát 3 ngày 3 đêm khiến trong lòng y thích đẩy oán khí, lúc này đã giành được phần thắng, cỗ oán khí cũng theo đó tràn ra. Đối với những lời huyết thủ vừa nói, nữ tử cũng không có một chút phản ứng, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh như là không nghe thấy những lời vừa rồi. Thấy nàng không có vẻ gì sợ hãi trước lời nói của mình, huyết thủ cảm thấy chẳng còn cảm giác thú vị gì nữa. Y vốn cho rằng nàng sẽ sợ hãi cần xin, van lại tha thứ, nhưng thất vọng, nữ tử trước mắt tâm tựa hồ nước, đạt đến cảnh giới dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng không dao động. Kết thúc. Khẽ quát một tiếng, huyết thủ phóng đến trước mặt nữ tử, y không dùng huyết kiếm mà dùng chân để đá vào phần bụng của nàng, muốn phá đan điền của nữ tử. Máu trong cơ thể cảm nhận được âm thanh xé gió lao đến,
nữ tử bỗng nhiên mở mắt ra, tay phải duỗi ra khiến trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn quang bắn ra, đồng thời hai tay vươn về phía trước chặn lấy một chân của huyết thủ đang định đá vào bụng mình. Huyết thủ không thể ngờ nữ tử này vẫn còn lực phản kháng nhất thời chủ quan nên lần nữa lại bị trường kiếm xuyên qua ngực, nữ tử cũng bị một cước của y đá văng ra sau, nặng nề rơi xuống đất. Thấy trường kiếm xuyên qua ngực huyết thủ, Dương Diệp cảm thấy vui vẻ, nhưng niềm vui còn chưa tận, sắc mặt của hắn lại trầm xuống. Bởi vì huyết thủ kia đã bị đâm ba nhát kiếm nhưng vẫn chưa chết, lúc này y ngồi xếp bằng trên mặt đất lấy ra một tấm phù rồi ném lên không trung. Tấm phù rung trên không trung rung động một lát rồi sau đó biến mất. Truyền âm phù. Nhìn thấy tấm phù kia, Dương Diệp biến sắc, truyền âm phù tên như nghĩa, dùng để truyền tin tức, tấm phù mà huyết thủ dùng ban nãy cũng là loại trung phẩm có thể truyền tin trong vòng 800 dặm, nói cách khác ở gần khu vực này còn có đồng bọn của huyết thủ. Dương Diệp quyết định thật nhanh, vội lấy ra cực phẩm cường lực phù dán vào chính mình, sau đó lấy dao găm ra. Chân phải hắn đạp lên mặt đất khiến thân thể bay lên hướng về phía huyết thủ đang ngồi xếp bằng đằng xa, sắp đến gần, dao găm trong tay bổ một phát về phía huyết thủ. Phân linh kiếm pháp. Một đường kiếm khí màu vàng nhạt từ đỉnh dao găm của Dương Diệp bắn ra, hắn liên tục bổ liên tiếp hai đạo kiếm khí màu vàng về phía huyết thủ. Tiểu tử ngươi dám. Nhìn thấy ba đạo kiếm khí bất ngờ phóng đến, huyết thủ kinh hãi, tay trái vội hướng về phía trước nắm lại, một lá chắn bằng máu mỏng manh hiện ra. Huyết thủ cũng phun ra một ngụm máu tươi. Đạo kiếm thứ nhất đánh vào lá chắn bằng máu, lá chắn rung lên, huyết thủ đằng sau lại thổ huyết. Đạo kiếm thứ hai bắn vào khiến cho lá chắn máu tan biến. Nhìn thấy lá chắn máu tan biến, đồng tử huyết thủ co thắt lại, y không thể nghĩ đến phàm nhân này có thể phá vỡ lá chắn máu của mình. Tuy y là nỏ mạnh hết đà nhưng trước mắt cũng chỉ là một tên phàm nhân, chỉ là một tên nhãi phàm nhân. Xoẹt. Kiếm khí màu vàng xuyên qua lồng ngực vô số vết thương của huyết thủ, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết thủ bay ngược trở ra, cùng lúc ấy một bóng người xuất hiện trước mặt y dùng dao găm đâm đến. Nhìn thấy dao găm đang đâm đến, huyết thủ không quan tâm đến vết thương trước ngực, tay phải nắm lại đánh về phía dao găm cẩu Dương Diệp. Xoẹt, dao găm mang theo ánh sáng màu vàng nhạt như dao thái thịt chặt đứt tay của huyết thủ, không giảm tốc độ hướng về phía cổ của huyết thủ. Không th. Huyết thủ trợn mắt, ánh mắt chứa đầy vẻ kinh ngạc nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị dao găm của Dương Diệp chặt đứt đầu. Dương Diệp cũng không thèm giải thích gì nhiều, trực tiếp một dao chặt đầu đối phương, sau đó hắn nhanh chóng nhặt huyết kiếm cùng chiếc nhẫn bên tay phải của huyết thủ cất đi, rồi chạy về phía nữ tử đang ở đằng xa. Huyền khí thuộc kim trong hệ ngũ hành, kiếm tông đệ tử. Bạch y nữ tử giật mình nhìn Dương Diệp, từ lúc Dương Diệp xuất chiêu nàng đã quan sát rõ từng chiêu thức của hắn. Cũng chính vì thế nên mới có chút giật mình, Dương Diệp là một trong ngũ hành huyền khí, hơn nữa hắn còn đánh nát huyết nhẫn của huyết thủ, tuy rằng lúc đó huyết thủ đã suy yếu rất nhiều nhưng cũng không phải là thứ mà phàm nhân cảnh huyền giả có thể đánh nát được. Dương Diệp không đáp, chỉ trầm giọng nói, tên huyết thủ khi nãy đã sử dụng truyền âm phù, hiện tại khẳng định sẽ có đồng bọn đến giúp hắn, người còn có thể chạy được không? Nữ tử khẽ giật mình, chợt lắc đầu nói, hẳn là không thể. Huyết tự phong là một trong những cấm thuật, hiện tại tu vi của ta đã bị phong bế, chỉ có cách trở về kiếm tông mới có thể. Đắc tội, Dương Diệp cắt ngang lời của nữ tử, dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của nàng, hắn khom người bế nữ tử lên, bước đi như bay chạy về phương xa. Hắn không dám để nữ tử ở lại đây, lỡ như đồng bọn của tên huyết thủ kia đến, nữ tử này khai ra chính hắn là người giết huyết thủ thì coi như tàn đời. Tuy nhiên, nữ tử trước mắt có vẻ không phải loại người này. Nhưng Dương Diệp không dám cược. Hắn cũng có thể dùng một đao giết chết nàng, nhưng loại sự tình này Dương Diệp không làm được. Người không phạm ta, ta không phạm người, đây chính là nguyên tắc làm người của Dương Diệp. Nếu như huyết thủ không ra tay với hắn trước, Dương Diệp cũng sẽ an phận làm một người qua đường, không liều mạng kết liễu huyết thủ. Về việc cứu nữ tử này là vì phòng ngừa nàng bán đứng hắn, nhưng cũng vì nàng là người của kiếm tông, nhiều thêm một người bạn tốt hơn thêm một kẻ thù. Mà một người trốn hay hai người cùng nhau trốn, đối với hắn cũng không có gì khác biệt. Sau khi Dương Diệp và Bạch Y nữ tử rời đi chừng nửa canh giờ thì có một gã trung niên đầu trọc xuất hiện, đi đến bên cạnh thi thể của huyết thủ. Gã tầm 40 tuổi, thân trên để trần lộ ra các hoa văn có hình thù quái dị, những hoa văn đó như vật sống, chậm rãi ngọ nguậy trông quỷ dị vô cùng. Gã dò xét xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi xuống thi thể không đầu, gã lắc đầu.
sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng tự hỏi, huyết thủ nói đối phương đã trúng hắc huyết phong, nhưng vì sao hắn lại chết thảm như vậy? Chẳng lẽ kiếm tông còn có những cường giả khác? Nói rồi, gã vòng ra mặt trước thi thể kiểm tra vết thương trên ngực huyết thủ, khi thấy vết thương do kiếm gây nên, gã trầm mặt, nghiêm túc nhận xét, chỉ có 3 vết thương là do kiếm của Tô Tiên Tử gây ra, vết còn lại không phải nhìn vết thương do dao găm để lại trên thi thể. Gã lại tiếp tục nhận xét kiếm khí phù phiếm, không rõ ràng, lại tán loạn, người phát ra đạo kiếm khí chắc hẳn chỉ mới đạt đến tiên thiên. Cảnh. Trong chốc lát gã dường như đã hiểu ra được huyết thủ không phải do Tô Tiên Tử giết, hẳn là chết trên tay cái tên tiên thiên cảnh bất ngờ xuất hiện kia. Nghĩ đến đây, gã đột nhiên vung tay lên, một đạo truyền âm phù được tung ra, nói, huyết thủ đã chết, không cần đến nữa, Tô Tiên Tử đã dính hắc huyết phong tu vi mất hết, đây là một cơ hội tốt. Huyết sát cùng huyết liêm hãy đến vạn xà lâm chặn đường, về người có tu vi tiên thiên cảnh tạm thời thả cứ để đó, hãy lục soát kỹ 2 nơi U Minh Cốc và Đoạn Hồn Uyên, tuyệt đối không thể để chúng quay về kiếm tông, nếu không kế hoạch của chúng ta e rằng sẽ có biến. Nói xong gã khẽ động khiến toàn thân hóa thành một đạo hắc ảnh rồi biến mất. Trong rừng, Dương Diệp cõng bạch y nữ tử chạy hối hả, tuy trên lưng cõng một nữ tử như hoa như ngọc, nhưng Dương Diệp cũng không có tâm tư nghĩ sâu xa. Hiện tại hắn chỉ nghĩ làm sao để toàn mạng chạy thoát. Dương Diệp đã giết người của Quỷ Tông, hắn không tin đối phương sẽ dễ dàng bỏ qua, nhìn thực lực của gã huyết thủ vừa rồi mà xem, khẳng định người đến giúp đỡ y cũng không phải loại tầm thường. Cho dù huyết thủ chỉ gọi rác rưởi đến giúp, thì Dương Diệp cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng. Nhưng mà hắn cũng không hối hận, huyết thủ muốn giết hắn, vậy tại sao hắn không thể giết huyết thủ? Ta có thể cảm nhận được có kẻ đang lùng bắt chúng ta. Lúc này, nữ tử sau lưng hắn chợt lên tiếng. Ngươi đã khôi phục thực lực, Dương Diệp vui vẻ, hắn cõng nữ tử này chạy trốn, cược rằng nàng ta có thể từ từ khôi phục tu vi, hoặc cũng gọi ai đến giúp, dù sao kiếm tông cách nơi này gần như vậy, nữ tử này nhất định sẽ dùng bí pháp gì đó gọi người đến. Không, nữ tử lạnh nhạt lên tiếng, hắc huyết phong là chiêu thức rất lợi hại, huyết thủ lại tốn nhiều công sức mới có thể thi triển được, nếu không có người ngoài trợ giúp. Ta căn bản không có khả năng khôi phục. Sở dĩ ta có thể cảm nhận được, là vì thần thức của ta, tuy rằng tu vi bị phong bế, nhưng thần thức vẫn bình thường. Nghe nữ tử nói, Dương Diệp trầm lặng trong giây lát, sau đó lại nói, người có gọi ai đến giúp không? Không. Tại sao? Dương Diệp suýt chút té nhào, hắn còn tưởng rằng đối phương đã gọi người đến giúp, mặc dù trong lòng có chút khẩn trương, nhưng chưa đến mức hoảng sợ, nhưng là hiện tại. Tu vi của ta đã bị phong bế, sao có thể thi triển bí pháp báo cho kiếm tông được cơ chứ? Nghe vậy, Dương Diệp vội vàng nói, dùng truyền âm phù đi. Không phải huyết thủ cũng dùng truyền âm phù sao? Ta không có. Dương Diệp im lặng, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó rẽ qua một hướng khác. Thấy Dương Diệp im lặng, nữ tử lại lên tiếng, có phải đã hối hận vì dẫn ta theo? Có chút, Dương Diệp đáp, thả ta xuống đây đi. Một mình ngươi chạy trốn, có lẽ sẽ có cơ hội trốn thoát. Nghe vậy, Dương Diệp có chút cảm động, hắn lắc đầu nghĩ đến địa vị ở kiếm tông của nữ tử, bỏ nàng lại nơi này, vạn nhất nàng không chết thì sau này chính là hắn chết. Và lại Dương Diệp cũng không tin người của Quỷ Tông sẽ bỏ qua cho hắn, dù sao nhìn huyết thủ cũng không phải một người có địa vị thấp trong tông nhưng lại bị hắn giết. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta, cõng theo ta, ngươi sẽ khiến bản thân gặp phải rất nhiều phiền phức. Dương Diệp cười khổ, nói chẳng lẽ ta để ngươi lại chỗ này, bọn chúng giết ngươi xong sẽ quên ta, không đến tìm ta gây phiền phức. Nữ tử nói, tuy rằng không biết cảnh giới của kẻ mà huyết thủ gọi đến, nhưng ta tin rằng đối phương rất khó khăn để nhận ra huyết thủ có phải do ta giết hay không. Hơn nữa tu vi của ta đã mất hết, không thể nào có thể chạy xa như vậy, bọn chúng sẽ biết có người giúp đỡ ta, Quỷ Tông thủ đoạn tàn nhẫn, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cũng chưa chắc. Dương Diệp cười khổ cười, nói, bọn chúng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ta, mang theo hay bỏ ngươi lại thật ra cũng không khác biệt gì nhiều. Với lại có ngươi bên cạnh, ta cảm thấy an tâm hơn một chút. Lời hắn nói là thật lòng, Dương Diệp cũng đã tận mắt chứng kiến thực lực của nàng, nếu không phải do chủ quan thì đời nào hắn mới có thể giết được huyết thủ. Có một cường giả mạnh như nàng bên người, có lẽ sau này hắn sẽ có cơ hội chuyển mình, lần này Dương Diệp quyết định đặt cược. Nữ tử trầm mặc nửa ngày, nói tại sao không chạy về phía vạn xà lâm mà lại đổi hướng, ngươi hẳn phải biết, chỉ có quay về kiếm tông, chúng ta mới có cơ hội sống sót.
Nếu ngươi là người huyết thủ gọi đến, đầu tiên ngươi sẽ nghĩ gì? Nữ tử trầm mặc, nếu như nàng là người đến giúp huyết thủ, khẳng định sẽ chặn đường về kiếm tông của hai người. Nghĩ đến đây, nữ tử cúi đầu nhìn Dương Diệp một chút, ánh mắt lộ rõ sự tán thưởng, trẻ tuổi như vậy, không chỉ là một trong ngũ hành huyền khí trong truyền thuyết, mà còn rất thông minh, nếu như kiếm tông dốc toàn lực bồi dưỡng vài năm, có lẽ hắn có khả năng lọt vào Nam vực Thanh Vân Bảng. Thanh Vân Bảng, đã hơn mấy chục năm kiếm tông vẫn chưa một ai có người lọt vào. Lúc này Dương Diệp hy vọng biết bao nhiêu có thể sở hữu năng lực chạy trốn như tiểu tử chồn tía kia, nếu như vậy hắn cần gì phải sợ đồ bỏ quỷ tông đang truy sát mình chứ. Lao nhanh gần hai canh giờ, Dương Diệp có chút mệt, hắn vội cõng bạch y nữ tử trốn vào một cây đại thụ rậm rạp trong rừng. Ngắm gương mặt tinh xảo của nàng, tim Dương Diệp đột nhiên đập thật nhanh, hắn vội đè nén loại cảm giác kỳ quái trong lòng kia, trầm giọng nói, với bộ dạng này của chúng ta thì chạy loạn không phải là cách hay. Nếu cứ như vậy không lâu sau chúng ta nhất định sẽ bị tóm được, ngươi có cao kiến gì không? Không có, nữ tử trả lời đơn giản lại trực tiếp. Mặt Dương Diệp nhăn lại thành một đống, suýt chút bị nàng làm cho tức đến hộc máu, nói, xin nhờ, thực lực của ngươi mạnh như vậy, chẳng lẽ không có biện pháp nào hay sao? Nữ tử nhàn nhạt nhìn Dương Diệp một chút, nói, mang ta về kiếm tông, sau đó ta sẽ dẫn người đến giết sạch bọn chúng, đây là cách duy nhất ta có thể nghĩ đến. Dương Diệp im lặng, thầm nghĩ ta cũng muốn đưa ngươi về kiếm tông. Nhưng bây giờ có thể về được sao? Lúc này trên đường về kiếm tông khẳng định có cao thủ quỷ tông chờ sẵn, quay về chẳng khác nào chui đầu vào giỏ cả. Ngươi thuộc ngũ hành huyền khí, sao từ trước đến nay ở kiếm tông ta chưa bao giờ biết đến ngươi? Ánh mắt nữ tử lộ ra vẻ hiếu kỳ cùng hứng thú. Ta là đệ tử tạp dịch. Dương Diệp cầm một khối năng lượng thạch, vừa hấp thu năng lượng vừa nghe nữ tử hỏi, hắn đáp bừa. Đệ tử tạp dịch, nữ tử cau mày, nói, làm sao có thể, cảnh giới của ngươi tuy thấp, nhưng thực lực không hề thấp, và lại còn mang thuộc tính kim trong ngũ hành huyền khí, sao có thể là một tên đệ tử tạp dịch? Đệ tử tạp dịch quang vinh lắm sao, ta cần gì phải giả mạo? Dương Diệp tức giận nói, nữ tử trước mắt, giờ phút này vẫn còn tâm tình cùng hắn thảo luận linh tinh, chẳng lẽ nàng không biết có người thậm chí là nhiều người đang truy đuổi họ sao? Nữ tử trầm mặc nửa ngày, dường như nghĩ đến điều gì mặt nàng trầm xuống, nói, nếu như ngoại môn trưởng lão của kiếm tông chèn ép ngươi, thì xin ngươi hãy yên tâm, nếu chúng ta có thể trở về, ta sẽ đích thân tra rõ việc này, dám chèn ép nhân tài có thực lực, không cần biết là ai, ta quyết sẽ không buông tha. Dương Diệp giật mình, địa vị của nàng ở kiếm tông khẳng định không hề thấp chút nào. Vừa lúc hắn Dương Diệp chuẩn bị hỏi lai lịch đối phương ra sao. Nữ tử bất ngờ quay đầu nhìn về phía xa, trầm giọng nói, có cường giả tiên thiên cảnh đến từ phía bên kia, là quỷ tông. Không chỉ có một tên. Nghe vậy, Dương Diệp bỗng bật dậy, không chút do dự, cõng nữ tử lên lao vút về phương xa. Vừa chạy, Dương Diệp vừa hỏi, nếu như ta có truyền âm phù, người có thể dùng truyền âm phù báo cho các cường giả kiếm tông không? Nữ tử khẽ giật mình, lập tức nói, có thể. Nhưng tệ nhất phải là trung phẩm truyền âm phù. Ngươi có à? Tạm thời ta vẫn chưa có. Dương Diệp và Bạch Y nữ tử vừa mới rời đi không lâu, liền có hai nam tử trên ngực trái có in hình đầu lâu xuất hiện dưới gốc đại thụ. Một trong hai là một người trẻ tuổi, dáng người khá cao, đang nhắm hờ mắt, thở nhẹ nhàng, một lát sau, mở to mắt và nói, nơi này có mùi nhân loại, tổ tiên tử và nam tử đưa cô ta chạy trốn đó chắc chắn đã ở đây. Nghe vậy, nam tử dáng người thấp lùn đằng sau ánh mắt vẻ dâm tà nói, kiều tử, nghe nói tổ tiên tử dung mạo tuyệt trần, giờ cô ta đã trúng hắc huyết phong, nói cách khác, cô ta căn bản không có thực lực sao. Kiều tử khẽ nhíu mày, nói, hắc tử, thu cái ý nghĩ xấu xa đó lại, loại cường giả cấp cao đó dù có bị phong ấn tu vi, nhưng chắc chắn cũng có thủ đoạn khác để bảo vệ tính mạng. Hơn nữa, mệnh lệnh chúng ta nhận được là thấy cô ta là giết chết ngay. Nếu lần này chúng ta xảy ra sơ sót gì, người không sợ tông quy sao? Nghe đến tông quy, tên hắc tử đó mặt biến sắc, cười nhạo, ta chỉ đùa thôi, đi, chúng ta tiếp tục truy tìm. Kiều tử hừ lạnh một tiếng, sau đó lao theo hướng Dương Diệp chạy trốn. Thập vạn đại sơn mờ mịt, không kể đằng sau có kẻ truy sát ra, còn có vô số huyền thú đáng sợ, đặc biệt là càng đi về trước, những loại huyền thú kinh dị đó càng nhiều.
nếu không phải là Bạch Y tiên nữ có thần thức mạnh mẽ như vậy thì e rằng hai người họ đã bị huyền thú ngoạm đến không còn cả xương rồi. Trong một sơn động kín đáo, Dương Diệp để nữ tử ở một bên, sau đó lấy trong bảo khố nguyên liệu chế phù mà hắn được tặng, cũng không cố kỵ nữ tử, trực tiếp chế tác truyền âm phù. Dương Diệp biết, nếu tiếp tục chạy mà không biết nơi đến như vậy, thì chẳng cần có người đuổi giết, những huyền thú đó cũng có thể giải quyết hắn rồi. Hiện giờ hắn chỉ có thể chế tác truyền âm phù trước, sau đó để nữ tử đến giúp, nếu không hai người họ thập tử vô sinh. Nhìn thấy Dương Diệp cầm bút phù văn vẽ trên giấy trắng, mắt Bạch Y nữ tử bỗng sáng lên, chậm rãi bước đến trước mặt Dương Diệp, nhìn thấy những đường nét kim sắc huyền khí uốn cong trên giấy, trong lòng nữ tử kinh ngạc, hỏi theo bản năng, ngươi là phù văn sư sao? Nghe thấy lời của Bạch Y nữ tử, Dương Diệp bỗng run tay, đường nét bỗng xiên vẹo. Sau đó tất cả các đường nét trên giấy đều xoáy thành một đám, thế là hỏng rồi. Ngẩng đầu nhìn nữ tử, Dương Diệp tức giận nói, người không biết là lúc chế phù thì không được quấy nhiễu sao. Nói xong, hắn lại lấy ra một tờ giấy trắng bắt đầu vẽ lại một lần nữa. Nghe được lời nói dường như chỉ trích của Dương Diệp, nữ tử cũng không hề giận, ngược lại càng hứng thú hơn, con ngươi như nước mùa thu nhìn chăm chú vào tờ giấy trắng đó, có thể nhìn chế phù gần như thế, cơ hội này quả thực không nhiều. Dương Diệp cầm bút phù văn vẽ một cách cẩn thận trên giấy, tức mấy cũng không dám lộ ra, nhưng cho dù hắn có cẩn thận thế nào thì bức phù thứ hai vẫn thất bại. Hắn chưa bao giờ chế truyền âm phù trước kia, cho nên trong lòng khó tránh khỏi có chút căng thẳng, hơn nữa nghĩ đến ngoài kia có rất nhiều tiên thiên cường giả đang truy sát hắn, hắn khó mà bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy bức phù lại thất bại, Bạch Y tiên nữ thoáng thấy thất vọng, nhưng chỉ lóe lên rồi hết, cô ta nhìn Dương Diệp mà nói. Ngươi cần để tâm mình bình tĩnh lại, nếu không ngươi không thể chế ra truyền phù âm được, ngươi có đủ thời gian, không cần phải gấp, bởi vì những tiên thiên truy sát ngươi ngoài kia dường như đã đi sai hướng, truy đuổi sang hướng khác rồi. Nghe được lời của nữ tử, Dương Diệp thấy lòng nhẹ nhõm, sau đó gật gật đầu, một lúc lâu sau khi cảm thấy bình tĩnh trở lại, lúc này hắn mới cầm bút chậm rãi vẽ lên giấy phù. Khoảng nửa canh giờ sau, Dương Diệp vừa thu bút lại, đặt mông ngồi xuống đất. Há mồm thở hổn hển, nói, bức phù này thật là không dễ vẽ chút nào. May là thành công rồi. Nhìn thấy những hình vẽ sống động và kỳ lạ trên bức phù, Bạch Y nữ tử trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Sau khi thấy rõ phẩm chất của bức phù, trong mắt nữ tử hiện lên một vẻ kinh ngạc không thể che giấu được, thì ra đây là thượng phẩm phù. Nàng tuy không phải là phù văn sư, nhưng cũng biết thượng phẩm phù đại diện cho cái gì. Chẳng nhẽ vị thiếu niên trước mắt này là một phù văn sư đích thực. Bạch Y nữ tử lắc lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề đó nữa, cầm lấy bức phù trên phiến đá ném lên trên, sau khi thấy được truyền âm phù tiêu tán trong không trung, lúc này mới quay đầu về phía Dương Diệp nói, chạy mau, không thì không kịp mất. Cái gì? Dương Diệp không hiểu. Có hai tiên thiên cường giả chỉ cách nơi này không đến 10 dặm, nhưng đang vút tới nơi này với tốc độ cao. Chẳng phải ngươi nói bọn họ chạy về hướng khác rồi sao? Ta gạt ngươi đó. Dương Diệp nghẹn lời, không lãng phí thời gian, cõng nữ tử thoát ra khỏi động, sau đó chạy theo hướng tới đoạn hồn nguyên. Cao thủ của kiếm tông mất bao lâu thì có thể đuổi tới? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Khoảng một canh giờ. Nghe vậy, Dương Diệp thở phào một cái nhẹ nhõm, nếu là một canh giờ thì vẫn có thời gian, nhưng nữ tử buông một câu làm hắn vừa thở phào nhẹ nhõm lại trở lên căng thẳng, chỉ nghe nữ tử nói rằng có cường giả của linh giả cảnh đuổi tới hướng này. Thực lực không hề kém huyết thủ đó. Dương Diệp bỗng lạnh ngắt nửa con tim, không kém gì huyết thủ ư. Đó là khái niệm gì vậy? Cái đó đại ý là người ta muốn giết hắn, thì chỉ cần dí tay nhẹ một cái là có thể giết rồi. Làm sao bây giờ, đánh thì đánh không lại. Đầu hàng ư, mình đồng ý, người ta đồng ý sao? Chỉ còn một cách là chạy, bán sống bán chết mà chạy. Tới đoạn hồn uyên của đoạn hồn sơn mạch, nữ tử trầm giọng nói. Dương Diệp không do dự, lập tức triển khai tốc độ cao nhất, chạy về hướng đoạn hồn sơn. Đây là dãy núi vô cùng hiểm trở, dãy núi cũng không cao, nhưng cực kỳ dài và rộng, kéo dài mấy ngàn dặm, tựa như thân hình của một con rồng khổng lồ đang ngủ say. Dãy núi này tên là đoạn hồn, sau khi tiến vào dãy núi này thì chẳng khác nào tiến vào thập vạn đại sơn, có thể nói là một bức bình phong của thập vạn đại sơn. Nhưng nếu không tới được tiên thiên, muốn kinh qua dãy núi này là tuyệt đối không thể. Bởi vì trong dãy núi này, có vô số huyền thú của cấp tiên thiên.
Cũng bởi vì huyền thú tiên thiên này, cường giả loài người dưới cấp tiên thiên, mới chỉ có thể giết ma thú và tìm linh thảo ở vùng ven thập vạn đại sơn, chứ không dám bước vào thập vạn đại sơn. Đương nhiên, cho dù không có huyền thú tiên thiên này, không có con người nào đạt đến được tiên thiên, cũng không dám bước vào thập vạn đại sơn, chưa nói tới thập vạn đại sơn là thiên hạ của huyền thú, chỉ nói tới núi non rừng rậm đó, rất nhiều con người bước vào, e là đến cả phương hướng cũng không tìm được. Mà nguyên nhân chính làm cho con người không dám bước vào thập vạn đại sơn đó là vì tên của dãy núi này, Đoạn Hồn. Ở bên rìa dãy núi Đoạn Hồn này, có một vực thẳm, tên là Đoạn Hồn Uyên, hai bên vực Đoạn Hồn Uyên cách nhau 200 trượng, dài nghìn trượng, hai vách trơn dựng đứng, vô cùng hiểm trở. Mà vực đá bên dưới lại là Đoạn Hồn Uyên sâu không nhìn thấy đáy, nhiều năm bị một loại sương mù màu đỏ bao phủ. Dưới đáy Đoạn Hồn Uyên, nghe đồn có mấy chục vạn bộ xương của con người. Những người này đều là những cường giả đã từng bước vào dãy Đoạn Hồn. Có câu nói là, huyền thú không chào đón loài người tự mình bước chân vào dãy Đoạn Hồn. Dương Diệp cõng nữ tử đến chỗ Đoạn Hồn Uyên, đúng lúc hắn chuẩn bị lao vào nơi sâu nhất của dãy Đoạn Hồn, nữ tử ngăn hắn lại, nói, đừng vào, phía đối diện có một vương giai huyền thú trấn thủ, người vừa vào là nó sẽ xé xác người đó. Vương giai huyền thú, Dương Diệp nghẹn cổ lại. Vương giai huyền thú tương đương với tiên thiên giai cường giả loài người, nhưng thực lực của nó tuyệt đối mạnh hơn loài người, bởi vì sức mạnh cơ thể và sức phòng ngự của huyền thú cực kỳ mạnh. Làm sao bây giờ? Dương Diệp hỏi, nữ tử nếu đã bảo hắn tới nơi này, vậy chắc là có biện pháp bảo toàn tính mạng cho hai người. Nữ tử chỉ bàn tay trắng nõn tới Đoạn Hồn Uyên, nói, nhảy xuống đi. Cái gì? Nhảy xuống ư? Dương Diệp vẫn nghĩ mình nghe nhầm. Nữ tử gật đầu nói, dưới vực sâu này có sức mạnh thần bí, bất cứ ai xuống được đáy đều bị giam cầm tu vi, chỉ có nhảy xuống, chúng ta mới có đường sống. Dương Diệp nhìn vào vực sâu một cái, vực sâu không thấy đáy, mù mịt sương mù màu đỏ tươi, vừa nhìn đã biết phía dưới chẳng phải nơi nào tốt đẹp cả. Thật sự phải nhảy xuống sao? Dương Diệp nghẹn họng, không phải hắn nhát gan, mà Đoạn Hồn Uyên này thật sự kinh dị. Ha ha, Tô tiên tử, cô hết đường đi rồi sao? Đúng lúc này, xa xa chân trời lao đến một chấm đen lao tới với tốc độ cực kỳ nhanh, Dương Diệp một mắt nhắm một mắt mở, phát hiện chấm đen dần lớn như một nắm tay, lại díp mắt nhìn, phát hiện chấm đen đã to như một cái đầu. Không dám mắt nhắm mắt mở nữa, Dương Diệp không do dự cõng nữ tử trên lưng, hít một hơi thật sâu nhảy xuống Đoạn Hồn Uyên. Theo như lời nữ tử, nếu ở lại phía trên thì chắc chắn thập tử vô sinh, mà nếu nhảy xuống thì còn có cơ hội sống. Nếu đã như vậy, thì nhảy thôi. Trong giây phút Dương Diệp nhảy xuống Đoạn Hồn Uyên, một tên đầu chọc xăm mình nhảy xuống đúng chỗ Dương Diệp vừa đứng, nhìn thấy bóng Dương Diệp và bạch y nữ tử biến mất giữa màn sương màu đỏ, sắc mặt tên chọc đầu đó trầm lặng như nước, do dự một lúc, cuối cùng không nhảy xuống, dưới kia quá kỳ dị, hắn cũng không dám nhảy xuống. Tay phải vung lên một cái, một đạo truyền âm phù bay lên không trung, tên chọc đầu xăm mình đó nói. Hai người rơi xuống Đoạn Hồn Uyên, dừng truy bắt, tạm thời đình chỉ kế hoạch, tất cả mọi người nấp đi, người nào vi phạm tông quy sẽ bị xử lý. Dương Diệp ôm chặt bạch y nữ tử, do rơi với tốc độ quá nhanh, gió gây ra áp suất lớn khiến mặt Dương Diệp hơi đau. Còn nữ tử hắn ôm trong lòng thì không hề hấn gì, sắc mặt dù hơi tái nhợt, nhưng vẫn bình tĩnh như thường, cứ như hai người không phải rơi xuống vực vậy. Nữ tử nhìn Dương Diệp đang nhắm chặt đôi mắt, đôi mày nhíu lại. Lúc này hai người đang ôm nhau rất chặt, như là Dương Diệp sợ nàng rơi xuống dưới vậy, đôi tay ôm chặt lấy eo nàng, làm hai người không còn khoảng cách nào. Mặc dù lúc này là tình huống đặc biệt, nhưng nàng vẫn có chút không quen. Còn Dương Diệp, dù có mỹ nhân trong lòng, nhưng hắn nào có tâm tư suy nghĩ này nọ. Hắn chỉ hy vọng có thể nhanh xuống đến đáy, dựa vào thân thể cường tráng của mình, độ cao trăm trượng chắc là không chết được, nhiều nhất là toàn thân đau nhức mà thôi. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp mở to hai mắt, phát hiện mình và bạch y nữ tử vẫn đang rơi xuống, vẫn chưa xuống tới đáy, đột nhiên trong lòng cảm thấy thật kinh hoàng. Làm sao giờ, Dương Diệp không biết làm thế nào, chỉ có thể đem hy vọng gửi hết vào nữ tử, nàng đã bảo mình nhảy xuống thì chắc chắn là có cách, nếu không, lúc này nếu đã xuống tới đáy, hai người họ chắc chắn đã thịt nát xương tan, nhiều lắm thì cơ thể hắn hoàn chỉnh hơn một chút. Không biết, nữ tử nhìn Dương Diệp. Nói nhẹ một câu. Sao cô lại không biết? Tại sao có thể không biết?
Cô bảo tôi nhảy xuống mà. Dương Diệp đột nhiên nổi giận, nữ tử trong lòng hắn thật là vô trách nhiệm. Bảo hắn nhảy xuống, sau đó lại nói một câu không biết là được sao. Khác nào xem mạng người như cỏ rác. Nếu như ở trên đó, lúc này ngươi chết chắc rồi. Nhảy xuống ít nhất bây giờ ngươi vẫn còn sống. Nữ tử thản nhiên nhìn Dương Diệp một cái, sau đó quay đầu đi không nhìn Dương Diệp nữa. Dương Diệp nghẹn lời, tuy rằng những lời này có chút vô nghĩa, nhưng không thể phủ nhận rằng những lời nữ tử này nói có lý. Hít sâu một hơi, Dương Diệp cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại, hắn quyết không được chết, nếu như hắn chết thì muội muội và mẫu thân phải làm sao? Ai bảo vệ họ, phải nghĩ cách ngay. Chuyện gì thế này? Đột nhiên Dương Diệp trợn hai mắt nói, tại sao huyền khí trong người ta đang tan biến? Ấy, không còn nữa rồi. Nữ tử thản nhiên nói, đoạn hồn uyên này có sức mạnh rất kỳ dị, cứ ai xuống đây đều bị mất tu vi, trở thành một người thường. Huyền khí trong cơ thể ngươi đang mất đi, cũng có nghĩa là chúng ta sắp chạm đáy rồi. Nói thế đây, nữ tử quay đầu nhìn Dương Diệp rồi nói tiếp, không nghĩ rằng hôm nay lại cùng ngươi chết ở đây. Cô sớm biết rằng nhảy xuống sẽ chết có phải không? Dương Diệp trầm giọng nói. Nữ tử khóe miệng khẽ nhếch lên, cười mỉm một cái nói, giờ mới biết sao. Nếu chúng ta chết ở trên kia, kết cục của chúng ta thế nào hẳn là ngươi cũng nghĩ tới được, đương nhiên là một kết cục không đẹp. Quỷ Tông có một loại mật pháp gọi là phược hồn thuật, chúng sẽ giam giữ linh hồn của chúng ta, sau đó trở thành nô lệ của chúng, đến lúc đó, chúng ta vĩnh viễn không được siêu sinh. Vậy ta nên cảm ơn cô phải không? Dương Diệp châm chọc nói. Nữ tử trước mặt đại chiến với Quỷ Tông huyết thủ, hắn như cá trong chậu, vốn nghĩ rằng có thể thoát khỏi sự truy sát của Quỷ Tông, không ngờ mình nhảy xuống đoạn hồn uyên tìm đường chết. Dù hắn biết điều này không liên quan đến nữ tử trước mắt, nhưng hắn vẫn không dễ chịu gì. Nữ tử cười, sau đó không nói lời nào. Nàng hiểu tâm trạng của hắn, ai bị liên lụy thì tâm trạng đều không tốt cả. Thấy nữ tử không nói gì, Dương Diệp cũng từ bỏ ý định khẩu chiến với nữ tử. Trầm mặc một lúc, Dương Diệp dường như nghĩ đến gì đó, đôi mắt chợt sáng lên, đẩy nữ tử ra xa một chút, sau đó tay phải vỗ vỗ vào bụng, nói tiểu tử kia mau ra cứu mạng, nếu không ra, ngươi cả đời này không thể sống bên trong nữa đâu. Lúc này hắn cũng bất chấp trước mắt có người ngoài. Hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng gửi thác vào tiểu tử thần bí kia. Vừa dứt lời, một tia tử sắc vọt ra, tử điêu xuất hiện trên vai của Dương Diệp. Nhìn thấy tử điêu đột nhiên xuất hiện, bạch y nữ tử hai mắt mở to, dù cho tính cách nàng có bình tĩnh lãnh đạm thì cũng bị tên tiểu tử xuất hiện đột ngột trước mắt làm cho khiếp sợ. Sao nó xuất hiện được? Nó là huyền thú gì? Tại sao bản thân mình chưa bao giờ nhìn thấy loại huyền thú này? Một loạt nghi vấn ngay lập tức vụt qua trong đầu bạch y nữ tử. Sau khi tử điêu xuất hiện, nó lấy đầu cọ cọ vào má Dương Diệp, sau đó hình như phát hiện ra có gì đó không đúng, mở mắt to nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về phía Dương Diệp, đôi con ngươi tỏ vẻ mơ hồ. Tiểu tử, có cách nào cứu mạng không? Nhìn thấy tiểu tử đáng yêu đó, Dương Diệp gấp giọng nói. Tử điêu hai mắt chớp chớp, nhìn Dương Diệp, lại nhìn bạch y nữ tử, sau đó lại là chớp chớp mắt nhìn. Cuối cùng gật gật đầu. Nhìn thấy tiểu tử kia gật đầu, Dương Diệp nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại hắn hận không thể ôm tiểu tử kia mà hôn vài cái, tiểu tử kia thật sự là quá quá đáng yêu. Tử điêu hai chân tóm lấy Dương Diệp và bạch y nữ tử, sau đó khua khua trong không trung một lúc, đột nhiên, một hào quang tử sắc bao trùm lấy Dương Diệp và bạch y nữ tử, sau khi hào quang tử sắc xuất hiện, tốc độ rơi của Dương Diệp và bạch y nữ tử bỗng chậm lại. Cảm giác tốc độ rơi chậm lại, Dương Diệp thấy vui trong lòng nhìn tử điêu, hai mắt như phát sáng, đúng là nhặt được bảo bối, tiểu tử trước mắt tuyệt đối là một bảo bối lớn, không chỉ có thể thu phục huyền thú, còn có năng lực này nữa, đúng là bảo bối. Bạch y nữ tử trong lòng không khỏi kinh ngạc, quay đầu nhìn Dương Diệp một cái, nam tử trước mắt này nàng nhìn không thấu, đầu tiên là ngũ hành huyền khí, lại là phù văn sư, giờ lại gọi được huyền thú ra, hơn nữa con huyền thú này thần bí như vậy. Ngay cả nàng cũng chưa thấy bao giờ. Hắn thật sự chỉ là tạp dịch đệ tử. Bạch y nữ tử lòng đầy nghi hoặc. Sau khi thi triển tử quang cho Dương Diệp và bạch y nữ tử, tiểu tử liền chui vào lốc xoáy đan điền của Dương Diệp, bạch y nữ tử bên cạnh không ngừng kinh ngạc. Nó đi đâu rồi? Không khỏi hiếu kỳ, bạch y nữ tử mở miệng hỏi. Dương Diệp nhìn bạch y nữ tử một cái và nói, bí mật. Lốc xoáy đan điền là bí mật, tiểu tử cũng là bí mật.
hai bí mật này hắn không nghĩ sẽ cho người khác biết, đặc biệt là nữ tử thực lực cường hãn trước mặt, nhỡ đâu sau này nữ tử này hồi phục thực lực, muốn giải phẫu hắn nghiên cứu lốc xoáy đan điền, vậy thì đúng là bi kịch. Bạch Hy nữ tử ồ một tiếng, sau đó vô cùng biết điều không hỏi tiếp nữa, mỗi người đều có bí mật riêng, nàng hiểu điều đó. Sau khi không còn lo lắng sắp thịt nát xương tan nữa, Dương Diệp tâm tư hoạt bát hơn, bởi vì mỹ nhân trong lòng, Nguyễn Ngọc Ôn Hương, hắn cũng là một nam tử bình thường, cho nên đương nhiên là xuất hiện một vài phản ứng bình thường. Nữ tử trong lòng hắn đẹp vô cùng, có thể nói là mỹ nữ đẹp nhất mà Dương Diệp đã từng thấy, trước kia nếu như thấy nữ tử nào đẹp đến như vậy, mà thực lực còn cường hãn như vậy, hắn chắc chắn sẽ không trêu chọc. Không phải hắn tự ti, mà là hắn tự hiểu rất rõ, kiểu nữ tử đó thường rất kiêu ngạo, nam tử bình thường có ý với nàng, chắc chắn là tự rước nhục vào thân. Giống như lúc này, dù tu vi của nữ tử đã hoàn toàn biến mất, nhưng trên người ngạo khí rõ ràng vẫn rất phi thường, tuy nữ tử không cố biểu hiện ra ngoài, nhưng điều đó là thật. Từ khi tu vi của nữ tử mất đi đến giờ, chưa bao giờ yêu cầu hắn cũng tự có thể nhìn ra. Đây là một nữ tử cực kỳ cao ngạo, đây chính là ý nghĩ của Dương Diệp. Nếu là bình thường, Dương Diệp khẳng định sẽ không có tâm tư gì với nữ tử này, nhưng hiện giờ, hai người ôm chặt lấy nhau, tuy rằng hắn không có ý nghĩ gì không thẳng, nhưng cơ thể hắn thì có. Dường như cảm giác được sự khác thường trên người Dương Diệp, nữ tử nghiêm mặt lạnh giọng nhìn Dương Diệp trầm giọng nói, giờ ngươi muốn chết sao? Tuy chỉ là một câu, nhưng nữ tử nói ra lại có một khí thế không giận mà uy, hơn nữa còn ấn chứa sát ý. Cảm giác được sát ý phát ra từ người nữ tử, ra đầu Dương Diệp có chút tê dại, vội vàng lắc lắc đầu, nói, cô tuyệt đối đừng kích động, ta không phải dạng bị ổi dâm tục, tâm tư của cô như vậy hoàn toàn là phản ứng bình thường, chúng ta hiện giờ đang đứng trên cùng một thuyền, nên đồng tâm hiệp lực, tuyệt đối đừng gây mâu thuẫn. Nữ tử không nói gì, chỉ nhìn Dương Diệp không thuận mắt. Dương Diệp cười nhạo nói tiếp, hiện giờ chúng ta chưa biết sẽ sống hay chết, ta sao có thể có tâm tư bị ổi như vậy được chứ? Thật đó. Không phải ta có ý gì, chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể thôi. Cô nên biết vậy, Dương Diệp chắc chắn nữ tử trước mắt đã mất hết tu vi, nhưng Dương Diệp không dám chắc nàng không có một vũ khí sát thương nào khác. Hơn nữa, nếu như nàng nói, hiện giờ hai người họ đang đứng trên cùng một thuyền, không nên vì hiểu nhầm nhỏ này mà gây nội chiến. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, dường như cả thấy những lời Dương Diệp nói là thật, lúc đó mới quay đầu lại nhìn về hướng khác. Thấy thế, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, tu vi của nữ tử này bị phong, nhưng ánh mắt và khí thế vẫn sắc bén như vậy, không hổ là cường giả. Vì chuyện bối rối lúc nãy, hai người họ không ai nói một lời nào, chỉ có tiếng vù vù, không khí trong hào quang tử sắc bỗng có chút ngưng động. Không biết là qua bao lâu, Dương Diệp mắt đang nhắm bỗng mở to, trong mắt hiện lên rõ rệt vẻ vui mừng phấn chấn, bởi vì chân hắn đã đạp xuống đất, họ đã rơi xuống đáy rồi. Lúc này Bạch Y nữ tử cũng mở to hai mắt, hai người nhìn nhau, sau đó lập tức buông nhau ra, nhìn ra phía xa xuyên qua màn sương mù tử sắc, sau khi hai người thấy rõ ở cảnh tượng phía xa và dưới chân mình, sắc mặt hai người họ liền chú ý vào một chỗ. Bọn họ đã nhìn thấy gì? Tử điêu, con trồn màu tía. Bạch cốt, chỗ hai người họ nhìn vào chất đầy xương cốt. Trong đống xương này có xương của con người, có cả xương của huyền thú. Chất một đống thật cao, cảnh tượng này thực sự quá kinh dị. Nhìn thấy đống xương cốt trước mặt, Dương Diệp chau mày, trước mắt nơi này xem ra chẳng phải một nơi tốt, giờ bản thân hắn và Bạch Y nữ tử đều mất hết tu vi, tình huống này không ổn tí nào. Nghĩ đến đây, Dương Diệp quay đầu nhìn Bạch Y nữ tử đứng bên cạnh, khi nhìn thấy Bạch Y nữ tử cũng đang chau mày, Dương Diệp đột nhiên thấy lòng trùng lại, nói, nơi này cô cũng không quen sao. Nghe được câu hỏi của Dương Diệp, Bạch Y nữ tử nhìn hắn một cái, nói kiếm tông có ghi lại, đoạn hồn uyên là nơi huyền thú dùng để làm con người khiếp sợ. Cứ con người nào một mình tiến vào dãy đoạn hồn, đều sẽ bị huyền thú giết chết, sau đó vứt xác xuống đoạn hồn uyên. Dương Diệp trầm mặc một hồi lâu, nói có thể dùng truyền âm phù thông báo cho người của kiếm tông không? Nữ tử lắc đầu, đầu hơi ngẩng lên, nhìn lên màn sương mù màu đỏ tươi ở trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lộ một vẻ ngưng động. Lầm bẩm nói, nơi thầy có một sức mạnh kỳ dị, đây là sức mạnh của quy tắc. Nói đến đây, trong mắt nữ tử hiện lên một tia hy vọng, sau đó lại thản nhiên nhìn Dương Diệp và nói, đừng hỏi ta quy tắc là gì, nói ngươi cũng không hiểu.
được lắm, giờ nàng chẳng phải là phàm nhân sao? Dương Diệp bĩu môi, trong lòng có chút khó chịu. Hắn vốn dĩ định hỏi quy tắc là gì, nhưng giờ nữ tử nói vậy, hắn chỉ có thể dập tắt cái ý định đó. Không tự làm mình mất mặt, Dương Diệp lấy ra nạp giới cướp được từ tay huyết thủ lúc trước, tinh thần lực quét một cái, đang phát hiện ra bên trong có vật gì đó, mặt Dương Diệp bỗng lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ thấy năng lượng thạch trong nạp giới không dưới 3 vạn, ngoài 3 vạn năng lượng thạch ra, còn có khoảng hơn 20 huyền bảo, trong đó còn có một thanh trường kiếm, nhìn thấy thanh trường kiếm, Dương Diệp kích động. Bởi vì thanh trường kiếm này là của huyền giai, dù chỉ là hạ phẩm của huyền giai, nhưng đích thực là của huyền giai. Phải biết là, huyền bảo của huyền giai thì rất nhiều đệ tử ngoại môn của kiếm tông đều không có được. Nhưng ngoài thanh trường kiếm là của huyền giai, những huyền bảo khác đều là thượng phẩm của hoàng giai, điều này làm Dương Diệp có chút thất vọng. Nhưng hắn ngay lập tức hết thất vọng luôn, bởi vì trong giới chỉ còn có 3 quyển trục, đây chính là huyền kỹ, lần lượt là, huyền kỹ hạ phẩm huyền giai, thị huyết trảm, thân pháp huyền kỹ thượng phẩm của hoàng giai, tật phong bộ, huyền kỹ hạ phẩm của huyền giai, hắc long ba. Cũng không cố kỵ Bạch Y nữ tử, Dương Diệp lấy 3 quyển trục đó ra, lúc hắn chuẩn bị mở ra xem, Bạch Y nữ tử đột nhiên nói, 3 cái huyền kỹ này ngoài tật phong bộ ra, 2 cuộn kia ngươi không thể tu luyện. Dương Diệp ngẩn ra, chợt hỏi, vì sao? Đây chính là huyền kỹ huyền giai mà. Hình như nghĩ đến cái gì đó, Dương Diệp hồ nghi nhìn Bạch Y nữ tử một cái, nói chẳng nhẽ cô có ý định với 2 cuốn huyền kỹ huyền giai này rồi sao? Nói xong, Dương Diệp càng nghĩ càng thấy có khả năng, vô thức lùi xa Bạch Y nữ tử một chút. Nghe thấy lời Dương Diệp và nhìn thấy động tác vừa rồi của hắn, Bạch Y nữ tử mí mắt nháy một cái, lồng ngực đột nhiên phồng lên nhanh chóng, nhưng nàng liền bình tĩnh lại rất nhanh, chỉ nói một cách nhẹ nhàng, tùy ngươi, đằng nào dựa vào thực lực của ngươi, cũng có thể thoát khỏi truy sát của kiếm tông và quỷ tông. Nghe vậy Dương Diệp thấy mơ hồ, bị quỷ tông truy sát hắn còn có thể lý giải được, nhưng kiếm tông sao lại muốn truy sát hắn? Nhìn nữ tử không giống một người biết nói dối, Dương Diệp do dự một lúc, nói chỉ là 2 cuốn huyền kỹ hạ phẩm của huyền giai mà thôi, có đáng không? Bạch Y nữ tử không muốn nói chuyện với Dương Diệp, nhưng nghĩ đến Dương Diệp là đệ tử kiếm tông, hơn nữa còn có khả năng là nhân vật lãnh đạo của kiếm tông trong tương lai, nàng không muốn để Dương Diệp lầm đường lạc lối. Nàng trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới nói, giữa kiếm tông và quỷ tông là mối thù truyền kiếp, người của 2 tông phái chỉ thấy mặt nhau, thường sẽ chém giết lẫn nhau. Nếu ngươi tu luyện huyền kỹ của quỷ tông, những đệ tử tông môn của kiếm tông có thù với quỷ tông chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, mà quỷ tông cũng không để người của kiếm tông tu luyện huyền kỹ của chúng. Hơn nữa, quan trọng nhất là, huyền kỹ của huyết thủ đều cần máu tươi làm vật dẫn, không giết vạn người thì huyền kỹ đó ngươi căn bản không có cách nào nhập môn. Giết vạn người, Dương Diệp có chút không tin, mở cuốn huyền kỹ ra xem, sau khi nhìn thấy phần giới thiệu về huyền kỹ đó, hắn không khỏi cười đau khổ. Như nữ tử nói, huyền kỹ này thật sự cần máu tươi làm vật dẫn, muốn tu luyện đến loại cảnh giới như huyết thủ, không giết vài vạn người, căn bản là không thể. Hắn biết giết người, nhưng chỉ biết giết những người chọc tới hắn. Còn giết người để tu luyện, hắn hẳn là không làm được. Dương Diệp cuối cùng cũng từ bỏ 2 huyền kỹ đó. Một là vì không chống lại được lương tâm, 2 là sau khi vì tu luyện cái này, sợ là thật sự sẽ bị người của 2 tông phái truy sát. Huyền kỹ huyền giai mặc dù tốt, nhưng mạng nhỏ này quan trọng hơn nhiều. Nhìn thấy vẻ không lỡ, không cam của Dương Diệp, Bạch Y nữ tử hừ lạnh một tiếng, nói chỉ là 2 cuốn huyền kỹ thôi mà, người nghĩ có đáng không? Kiếm tông ta cũng không phải là không có huyền kỹ nào tốt. Nghe vậy, Dương Diệp nổi giận nói, cô đừng nói bóng gió nữa có được không? Cô có biết cái ta tu luyện là cái loại gì không? Cái ta tu luyện là công pháp và kiếm pháp cơ bản của kiếm tông. Kiếm pháp phân linh tốt nhất đó vẫn là do may mắn mới có được, mà chỉ là bản chép lại, không có chú giải. Ta dễ dàng luyện được sao? Nhìn Dương Diệp đang phẫn nộ như một con trâu đực, Bạch Y nữ tử châm chọc nói, không phải là muốn có huyền kỹ sao? Nói xong, cổ tay động một cái, ném một cuốn huyền kỹ vào người Dương Diệp và nói, đây là huyền kỹ trung phần huyền giai kiếm khí chỉ. Tu luyện thành công thì huyền khí vô cùng, kiếm khí cũng vô cùng. Bị Bạch Y nữ tử nói thẳng, mặt Dương Diệp bỗng đỏ lên, nhưng trong lòng cũng cực kỳ hung phấn. Kiếm khí chỉ này chắc chắn là huyền kỹ cuối cùng mà lần trước nữ tử này đã thi triển để đánh huyết thủ. Nghĩ đến kiếm khí ngút trời đó, Dương Diệp không khỏi kích động, nói trung phẩm huyền giai.
ta cũng có huyền kỹ huyền giai rồi. Sao mà hắn không kích động được chứ? Trung phẩm của huyền giai, đến cả những trưởng lão như thiên trưởng lão cũng không thể có được. Mở cuốn huyền kỹ ra xem, mắt Dương Diệp chợt lóe sáng, ngẩng đầu nhìn bạch y nữ tử, nói, chú giải trên này là của cô sao? Bạch y nữ tử nhìn Dương Diệp một cái, không nói gì cả. Dương Diệp cũng không giận, cười cười và nói cảm ơn. Câu nói này là câu nói thật lòng, huyền kỹ huyền giai quý báu như vậy, mà nữ tử trước mắt không chút do dự đưa cho hắn, mà lại còn có chú giải. Nói cách khác, sau này hắn tu luyện kiếm khí chỉ chắc chắn sẽ không tốn quá nhiều sức lực. Coi như là thưởng cho ngươi vì đã cứu ta. Bạch y nữ tử điềm nhiên nói một câu, dường như nghĩ đến gì đó, lại nói, huyết nhận của huyết thủ đó ngươi đừng có dùng. Nghe vậy, Dương Diệp ngẩn ra, xém chút nữa hắn quên mất thanh huyết nhận đó. Lật cổ tay lên, huyết nhận xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Huyết nhận vừa xuất hiện, một mùi tanh của máu phả vào mặt, Dương Diệp chau mày, cố nén chịu mùi máu tươi sộc vào mũi, nhìn một cách tỉ mỉ. Thanh huyết nhận trong tay hắn dài khoảng 4 thước, rộng khoảng 5 ngón tay, trên cán đao có khắc rất nhiều hình đầu lâu, lưỡi đao màu đỏ tươi, tựa như đúc bằng máu tươi mà thành, nhìn kỹ một lúc. Dương Diệp mới phát hiện ra, đúng là có chất lỏng màu đỏ chảy trong thanh đao nhận này. Đây là huyền bảo trung phẩm huyền giai. Bạch y nữ tử nhìn thanh huyết nhận trong tay Dương Diệp, trầm giọng nói, đây là huyền bảo có thể phát triển, xem trình độ hiện tại của huyết nhận này, nếu uống thêm máu tươi mấy vạn người, chắc chắn sẽ có thể thành thượng phẩm huyền giai. Trung phẩm huyền giai, mắt Dương Diệp sáng lên, đây đúng là bảo bối. Khi chiến đấu với người khác, cảnh giới tuy quan trọng nhưng huyền kỹ và huyền bảo cũng quan trọng không kém. Nhìn thấy Dương Diệp sáng mắt lên, bạch y nữ tử trầm giọng nói, thanh huyết nhận này đã từng giết vô số đệ tử kiếm tông ta, nếu ngươi sử dụng nó, thì ta phải giết ngươi. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Dương Diệp liền biến mất, nói cô đang uy hiếp ta sao? Nguyên tắc làm người của hắn là ai kính trọng hắn thì hắn sẽ kính trọng người đó, nếu ai uy hiếp hắn, thì cho dù là ai, thì hắn đều sẽ coi người đó là kẻ thù. Đúng thì làm sao, mà không đúng thì sao? Nữ tử nhìn Dương Diệp, bình tĩnh nói. Dương Diệp thu huyết nhận lại, nói, nếu đúng là thế, vậy chúng ta là kẻ thù, đối với kẻ thù ta sẽ không có chút nhân từ nào cả, dù đối phương có là mỹ nhân, là đệ tử kiếm tông đi chăng nữa. Nói xong, Dương Diệp đã động sát tâm, lý do không giết nữ tử này thì rất nhiều, nhưng lý do giết nàng càng nhiều hơn. Nếu như nữ tử biết những bí mật của hắn, chỉ lý do này thôi cũng đủ để hắn hạ thủ, đừng nói đến nữ tử uy hiếp hắn. Ngươi muốn giết ta, bạch y nữ tử trong mắt lộ ra nụ cười trêu chọc. Dương Diệp thấy rùng mình, không ngờ đối phương lại phát hiện ra. Nhìn bạch y nữ tử rất lâu, nói cho dù nói thế nào, ta cũng đã cứu cô, cái này cô không phủ nhận chứ. Đúng là ngươi đã cứu ta, bạch y nữ tử không hề phủ nhận. Dương Diệp tiếp tục nói, ta không cầu ngươi mang ơn, nhưng cũng không hy vọng người ta cứu là một người vong ơn bội nghĩa. Vị trí của cô ở kiếm tông không hề thấp, thực lực cũng quá mạnh, còn sở thích cá nhân, nguyên tắc làm người của cô, những cái này đều là việc của cô. Còn việc của ta phải làm gì, muốn làm gì, không cần người khác tới khoa tay múa chân. Không phải hắn không muốn ra tay, nhưng nhìn thấy nụ cười trêu chọc của đối phương, hắn liền từ bỏ ý định. Đạt được đẳng cấp cường giả như vị nữ tử này, Dương Diệp không tin nàng không có thủ đoạn bảo mệnh nào, hơn nữa hai người lúc này đang ở trong cảnh khốn cùng, hắn cũng không muốn nội chiến. Nữ tử trầm mặc một lúc lâu, nói, ngươi là đệ tử của kiếm tông, sử dụng huyền bảo đã tưới đầy máu đệ tử kiếm tông của quỷ tông là không tốt. Dương Diệp nói, ta vẫn không phải là đệ tử kiếm tông, ta chỉ là một đệ tử tạp dịch, mà đệ tử tạp dịch không được tính là đệ tử của kiếm tông. Ngươi có ý gì? Bạch y nữ tử nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói. Dương Diệp nói, làm gì có ý gì, ta chỉ không hy vọng người khác đến khoa tay múa chân việc của ta. Đương nhiên, nếu cô không thích, sau khi ra khỏi đây, ta về Đại Tần Đế Quốc là xong, đằng nào ta cũng là một phù văn sư, không phải lo tiền đồ sau này. Hắn không muốn rời khỏi kiếm tông, bởi vì hắn phải giữ thể diện, hơn nữa có một tông môn làm chỗ dựa vững chắc, về sau đi ra ngoài cũng có chút bảo đảm. Nhưng nếu nữ tử trước mắt bụng dạ hẹp hòi, sau khi ra khỏi đây gây khó dễ cho hắn, thì hắn không đi cũng phải đi. Phản tông là tội chết đó, nữ tử trầm giọng nói. Theo ta biết, đệ tử tạp dịch chỉ là người mà kiếm tông thu nhận về để quét dọn vệ sinh,
tên của đệ tử tạp dịch không hề được ghi chép lại trên danh sách đệ tử kiếm tông. Nói cách khác, ta không phải đệ tử kiếm tông, đã không phải là đệ tử kiếm tông, thì sao nói là phản tông được chứ? Bạch y nữ tử trầm mặc, nếu là người khác, cho dù là những thiên tài siêu đẳng ngoại môn nói như vậy, nàng đều sẽ khinh thường cười nhạo, nhưng nam tử tên Dương Diệp trước mắt này lại không như vậy. Đối phương là huyền khí thuộc tính kim trong huyền khí ngũ hành, lại còn là phù văn sư, hơn nữa thực lực cũng là người mạnh nhất trong số những người phàm mà nàng đã từng gặp. Loại đệ tử này rời khỏi kiếm tông thì đúng là tổn thất của kiếm tông. Nghĩ vậy, Bạch y nữ tử nói, ta không có hứng thú quản việc riêng của ngươi, nếu ngươi không sợ người của quỷ tông truy sát, thì ngươi cứ dùng thanh huyết nhận đó đi. Thấy nữ tử nhượng bộ, trên mắt Dương Diệp hiện lên một nụ cười, nói ta cũng không có ý định dùng thanh huyết nhận này, thứ ta tu luyện là kiếm kỹ, sao có thể dùng đao được. Nghe được lời này của Dương Diệp, Bạch y nữ tử đã hiểu rồi. Tên phàm nhân trước mặt vì nàng uy hiếp hắn nên hắn mới có sát tâm và nói muốn rời khỏi tông môn. Nghĩ đến đây, Bạch y nữ tử nhìn Dương Diệp, thầm nghĩ, không ngờ một huyền giả phàm nhân lại cũng có thể ngông nghênh và quyết đoán như vậy, lúc trước đúng là xem nhẹ hắn rồi. Sau khi giải quyết mâu thuẫn, Dương Diệp xem xét tình hình xung quanh, có lẽ là do trời tối, xung quanh mỗi lúc một khó nhìn, đương nhiên, cho dù là ban ngày, có lớp sương mù màu đỏ đó, tầm nhìn của họ cũng không ngoài trăm bước. Chúng ta cứ ở lại đây e rằng không được, cô có biện pháp gì không? Dương Diệp hỏi. Không có, nữ tử trả lời rất rõ ràng. Dương Diệp không hy vọng nàng có biện pháp gì, đi về hướng nam, phát hiện phía trước vẫn là một màn sương dày đặc, dưới chân vẫn là hài cốt chất đống. Hắn dừng bước, sau đó quay lại chỗ lúc trước, nói chúng ta ở đây không có đồ ăn, không có nước uống, cứ như vậy nhất định sẽ thành một trong những bộ xương kia. Hai người mặc dù là huyền giả, nhưng vẫn cần đồ ăn và nước uống, đặc biệt là trong tình trạng bị mất tu vi như bây giờ. Người có cách nào không? Nữ tử hỏi. Dương Diệp trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nói, chúng ta đi về hướng nam, cứ đi thẳng xem có thể thoát ra khỏi đây hay không. Ta không tin đây là một cái vực hình tròn. Sao lại đi về hướng nam? Nữ tử nhíu mày hỏi. Kiếm tông ở phía nam. Dương Diệp giải thích. Nữ tử lắc đầu nói, từ dãy đoạn hồn đến vạn xà lâm, nếu có huyền khí thì đi không lâu, nhưng lúc này chúng ta bị mất tu vi, dù có đi về phía nam tới vạn xà lâm, nhưng đi mười mấy ngày e rằng không được. Mười mấy ngày, chúng ta có thể không ăn uống gì mười mấy ngày sao? Dương Diệp cười ha ha nói, cái này không phải lo, ta có cách. Vừa dứt lời hắn bèn gọi cửu giai huyền thú ra. Sói xám bị Dương Diệp gọi ra, cực kỳ bất mãn, đôi mắt hung hăng nhìn Dương Diệp trừng trừng. Nó ở bên trong thoải mái muốn chết đi được. Nhìn thấy cửu giai huyền thú xuất hiện, Bạch y nữ tử lại kinh ngạc, nhìn con cửu giai huyền thú, sau đó lại nhìn Dương Diệp một hồi lâu. Thấy sói xám lại dám trừng mắt nhìn mình, Dương Diệp không khỏi có chút bực mình, nói trừng mắt nhìn cái gì. Vừa nói vừa chỉ tay về hướng nam. Đưa hai bọn ta qua đó, nếu không liền cút cho ta. Ta không nuôi ngươi chỉ để cho ngươi ăn với uống, hừ, ngươi là sói mà. Nghe được lời nói của Dương Diệp, sói xám do dự hồi lâu, cuối cùng chịu thỏa hiệp. Nó không muốn rời khỏi nơi tràn đầy năng lượng đó, cũng không muốn làm cho hắn giận. Thấy sói xám chịu thỏa hiệp, Dương Diệp nhảy một cái lên lưng sói xám, sau đó nhìn Bạch y nữ tử nói, lên đi, có nó chúng ta không cần tự đi bộ nữa. Bạch y nữ tử nhìn sói xám một cái, sau đó nhảy lên ngồi sau Dương Diệp, cách Dương Diệp một đoạn, điều này làm Dương Diệp có chút thất vọng, hắn vốn dĩ muốn để nữ tử ngồi trước hắn, sau đó ôm lấy nữ tử và điều khiển sói xám chạy, đáng tiếc kế hoạch này đã vỡ từ trong trứng nước rồi. Vỗ vỗ sói xám liền hiểu ý, phù một tiếng, biến thành một cái bóng xám vụt đi. Sói xám chạy chừng một canh giờ, trên đường lại toàn xương cốt. Điều này khiến sắc mặt Dương Diệp và Bạch y nữ tử ngẩn ra. Dựa vào tốc độ của sói xám, một canh giờ chạy được khoảng hơn 300 dặm, tuy nhiên con đường hơn 300 dặm đó lại toàn xương cốt, điều này làm hai người họ thấy kinh hãi trong lòng, đây là xương cốt của bao nhiêu người. Hơn nữa còn trải dài không dứt. Sói xám chạy tiếp nửa canh giờ, trời hoàn toàn tối rồi, phía trước là một màn đen kịt, giơ tay ra cũng không thể nhìn thấy năm ngón tay mình. Dương Diệp không có cách nào khác. Chỉ có thể để sói xám dừng lại. Lấy ra một viên diệp quang thạch, Dương Diệp nhìn về phía trước, chau mày lại, đoạn hồn uyên này quá mức quái dị. Trên đường tràn là xương cốt, hơn nữa còn có một màn xương mù màu đỏ dày đặc,
chỗ nào cũng lộ ra vẻ quái dị. Tuy hiện tại ngoài xương cốt và xương mù ra, vẫn chưa xuất hiện điều gì uy hiếp hai người họ, nhưng Dương Diệp luôn cảm thấy có việc gì đó không tốt sắp xảy ra. Ngươi đã hàng phục con cửu giai huyền thú này thế nào? Lúc này, bạch y nữ tử đột nhiên hỏi, việc này làm nàng rất nghi hoặc, phải biết rằng, huyền thú không có thiện cảm với con người, muốn huyền thú thần phục con người, cơ bản chuyện này là không có khả năng. Vậy mà Dương Diệp lại có hai huyền thú, hơn nữa cả hai huyền thú còn rất nghe lời hắn, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, nàng chắc chắn không thể tin được. Lúc ta thấy nó ở U Minh Cốc, nó bị vương bá khí của ta chấn phục, sau đó có chết cũng không rời ta mà đi. Cứ như thế, nó ở lại trên người ta. Dương Diệp xem xét xung quanh, thuận miệng nói. Nhìn ta có phải kẻ ngốc không? Nữ tử nói nhạt. Dương Diệp nói, ta cảm thấy cô hẳn là quan tâm chúng ta rời khỏi đây thế nào, chứ không phải là quan tâm tại sao sói xám lại đi theo ta. Cô có thực lực mạnh như vậy, kiến thức cũng rộng như vậy, lẽ nào không có biện pháp gì hay ý tưởng gì sao? Lẽ nào cô thực sự không sợ chết? Không có cách nào, cũng không có ý tưởng gì. Cô thực sự không sợ chết ư? Dương Diệp nhìn bạch y nữ tử hỏi. Trên đường đầy rẫy hiểm nguy, nữ tử trước mắt này lại không hề kích động sợ hãi, cho dù là rơi xuống vực sâu, nữ tử vẫn bình tĩnh thong dong. Không thể không nói, hắn vẫn có chút khâm phục đối phương. Đệ tử kiếm tông có thể chết, nhưng không được sợ hãi. Bạch y nữ tử dường như đang ám chỉ Dương Diệp. Dương Diệp đảo cặp mắt trắng dã, nói, người muốn nói ta sợ chết thì cứ việc nói thẳng. Người cũng không sợ chết. Tại sao không? Dương Diệp ngạc nhiên hỏi. Nữ tử thản nhiên nhìn Dương Diệp nói, người mà sợ chết thì đã không ra tay giết chết huyết thủ rồi, người mà sợ chết thì đã không đem ta tháo chạy rồi. Tính cách này và tâm tính của người rất hợp để tu luyện kiếm đạo. Nói xong, nữ tử trong mắt hiện lên một vẻ tàn thưởng. Dương Diệp đang định nói cái gì đó, đúng lúc này, một tiếng kêu chói tai đột nhiên vang lên trên đầu hai người họ, sau tiếng thứ nhất, tiếp tục vang tiếng thứ hai, thứ ba. Một lúc sau, xung quanh hai người toàn là những tiếng kêu chói tai. Nghe thấy tiếng kêu, sắc mặt Dương Diệp kịch biến, nhìn lên không trung, chỉ thấy không trung phủ đầy những đốm sáng lục sắc, dù không nhìn rõ huyền thú phát ra âm thanh này, nhưng hắn biết, những đốm lục sắc đó chắc chắn là mắt của huyền thú nào đó. Còn cửu giai huyền thú bên cạnh họ sắc mặt lộ vẻ kinh sợ, thân thể run bần bật, nằm ở trên đất không nhúc nhích. Nếu có bầy sói ở đây, chúng cũng không sợ những huyền thú phẩm giai kém hơn chúng, nhưng vấn đề là, hiện giờ đang ở trên địa bàn của người ta, nó chỉ có thể chờ chết mà thôi. Bát phẩm huyền thú Dạ Kiêu một ban ngày ngủ ban đêm mới chui ra, thích đi thành bầy, thích ăn não tùy người, không ngờ ở đoạn hồn uyên lại có loại huyền thú này. Bạch y nữ tử nhìn những đốm lục sắc dày chi chít trên không trung, lẩm bẩm nói. Có thể nói cách nào để sống sót được hay không? Dương Diệp tức giận nói. Nữ tử lắc đầu nói, loại huyền thú thích đi thành bầy đàn như thế này, dù tu vi của ta không bị phong ấn, cũng phải kiêng kỵ chúng ba phần. Không ngờ chúng ta cuối cùng cũng không thoát được cái chết. Nữ tử vừa nói xong, những đốm lục sắc chi chít trên bầu trời đó liền lao tới hai người họ mà đuổi. Một Dạ Kiêu, con cú đêm. Dương Diệp vặn cổ tay, thanh huyền giai trường kiếm xuất hiện trong tay, trên mặt hắn lộ ra một vẻ dữ tợn, hắn sẽ không ngồi chờ chết. Cho dù có chết, hắn cũng phải phản kháng đến chết. Còn bạch y nữ tử bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh, tựa như những huyền thú đang lao đến đó chỉ như những con đom đóm. Đàn Dạ Kiêu tựa như một cái lưới màu đen trùm lấy Dương Diệp và bạch y nữ tử, những âm thanh đó làm người ta khiếp sợ vô cùng. Thật sự phải chết tại đây sao? Nhìn đàn Dạ Kiêu bay kín trời đang lao đến, Dương Diệp nói lẩm bẩm. Dù hắn không muốn chết, dù hắn muốn phản kháng, dù hắn... Nhưng trong lòng hắn lại biết rất rõ, dưới sự tấn công của đàn Dạ Kiêu này, cho dù hắn chưa bị mất tu vi, thì cũng không thể thoát được. Mèo! Ngay lúc mà đám Dạ Kiêu dày đặc đó cách Dương Diệp và bạch y nữ tử có nửa trượng, một tia tử sắc vụt qua, tử điêu xuất hiện trước mặt họ, sau đó âm thanh kêu chói tai đó liền vút lên trời, đồng thời, tử quang bao trùm lấy cơ thể Dương Diệp và bạch y nữ tử. Sau khi tử điêu xuất hiện, kế tiếp lại xuất hiện một màn kỳ dị. Tử điêu vừa xuất hiện, đàn chi chít Dạ Kiêu đó đột nhiên dừng bước, không dám tiến thêm một bước. Nhưng do đám Dạ Kiêu đằng sau quá nhiều, Dạ Kiêu phía trước dừng lại tại chỗ, cho nên tạo thành cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ngôn tình sủng.
Thấy đàn dạ kiêu không dám tiến thêm một bước, Dương Diệp và Bạch Y nữ tử mắt trợn tròn, mồm há hốc, nhờ ánh sáng của Nguyệt Quang Thạch, hai người hộ rõ ràng nhìn thấy đám dạ kiêu đứng trước mặt đang run lên bần bật, giống như sói xám lúc gặp chúng vậy. Tầng tầng lớp lớp, tuy dạ kiêu không dám tiến lên trước, nhưng trong bóng tối vô tận đó dường như có vô vàn con dạ kiêu, không ngừng tới vây quanh Dương Diệp và Bạch Y nữ tử, nên cuối cùng hai người họ như bị một cái chuông lớn màu đen chụp lại. Nhìn thấy vô vàn những cặp mắt lục sắc, da đầu Dương Diệp bỗng tê lại, số lượng dạ kiêu này thật sự quá nhiều. Đừng nói là tu vi của hắn không bị phong ấn, đến ngay cả nữ tử bên cạnh tu vi không bị phong ấn đi nữa, dưới đáy vực này, e là chỉ có đường chết. Nhưng Bạch Y nữ tử bên cạnh lại ổn hơn Dương Diệp, nàng không nhìn đám dạ kiêu, mà ánh mắt nhìn về Tử Điêu, chau mày. Meo. Thấy đàn dạ kiêu không những không rời đi, ngược lại ngày càng nhiều, Tử Diêu hiển nhiên là nổi cáu, phát ra một tiếng kêu vang dội, lông tím toàn thân đều xù lên, một uy áp vô hình cũng từ người nó mà phát ra. Uy áp này nhìn không thấy, nhưng Dương Diệp và Bạch Y nữ tử lại cảm thấy vô cùng rõ rệt, đặc biệt là đám dạ kiêu trước mặt dường như không chịu nổi, thét lên vài tiếng, sau đó loạng choạng đâm vào đồng bọn. Số lượng dạ kiêu phía sau quá nhiều, đám dạ kiêu trước mặt lại không làm sao thoát ra được, nên mới xuất hiện thêm một màn kinh dị nữa, chỉ thấy vô số con dạ kiêu dường như không xông ra ngoài được, nên chúng bắt đầu tấn công lẫn nhau, cứ như nếu chúng ở nguyên tại chỗ thì sẽ có chuyện gì đó cực đáng sợ xảy ra vậy. Sói xám nằm bò trên đất thấy đám dạ kiêu tấn công lẫn nhau, trong mắt ánh lên vẻ vui sướng, hơn nữa sau khi Tử Điêu xuất hiện, nó liền đứng dậy, thân thể cũng không run bần bật nữa. Thấy đàn dạ kiêu bỗng quay ra tấn công lẫn nhau, Dương Diệp và Bạch Y nữ tử nhìn nhau, họ đều thấy vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Ánh mắt hai người lại nhìn về Tử Điêu trên không trung, con Tử Điêu này lai lịch thế nào? Sao có thể làm cho đám dạ kiêu phải tự giết lẫn nhau để chạy thoát chết? Qua khoảng nửa canh giờ, đàn dạ kiêu cuối cùng cũng chạy hết. Nhưng chúng không biến mất, mà bay lơ lửng trên trời, vô số những cặp mắt màu xanh tựa như bầu trời đầy sao. Hiển nhiên là chúng không từ bỏ việc ăn não tủy của hai người họ, chỉ là tạm thời rút lui mà thôi. Thấy đám dạ kiêu lơ lửng trên không trung, tiểu tử chuẩn bị đuổi theo chúng, nhưng bị Dương Diệp vội vàng ngăn lại. Đám dạ kiêu này mặc dù vô cùng sợ tiểu tử, nhưng chó cùng rứt dậu, nếu tiểu tử ép chúng quá, nhỡ chúng nổi điên lên, vậy thì mấy người họ sẽ đều bỏ mạng ở đây. Bị Dương Diệp ngăn lại, tiểu tử có chút bất đắc dĩ, cuối cùng nhìn đám dạ kiêu trên đầu. Dường như cảm thấy đám động vật bậc thấp đó chả có gì thú vị, bộ vuốt nhỏ lại khua khua, biểu thị nó thấy bất mãn. Đừng giận, Dương Diệp ôm tiểu tử trong lòng, xoa xoa cái đầu mềm mại của nó, nói, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Lời hắn nói chính là lời thật lòng, tiểu tử đã cứu hắn hai lần. Lúc đầu hắn tưởng tiểu tử này ngoài việc chạy trốn ra, chẳng có năng lực nào đặc biệt cả, nhưng thực tế đã chứng minh hắn nhầm rồi. Tiểu tử nhíu mắt lại. Lộ ra một nụ cười đáng yêu, sau đó nhảy lên vai Dương Diệp, cái đầu nhỏ rúc rúc vào má Dương Diệp, làm kiểu như chúng ta là bạn tốt. Ôm tiểu tử vào trong ngực, Dương Diệp cười nói, tiểu tử, ngươi đừng vào trong nữa, ở bên ngoài giúp chúng ta trấn áp đám, vừa nói hắn vừa chỉ tay lên phía trên đầu. Tiểu tử nhìn những cặp mắt màu xanh trên đầu, sau đó gật đầu. Thấy tiểu tử gật đầu, Dương Diệp cười cười, sau đó hỏi, sao chúng lại sợ ngươi đến vậy? Lúc trước sói xám sợ tiểu tử, Dương Diệp đã rất kinh ngạc rồi, nhưng hắn không ngờ, đám dạ kiêu nhiều như vậy lại kiêng kỵ tiểu tử này, trong tình huống tuyệt đối có thể thắng, vậy mà chúng đều không dám tiến về phía trước, hơn nữa vì chạy thoát chết mà tàn sát lẫn nhau. Tử Điêu chớp chớp mắt, hình như không biết phải biểu đạt như thế nào. Đó là huyết mạch uy áp. Lúc này, Bạch Y nữ tử đứng bên trầm giọng nói, huyền thú rất coi trọng huyết mạch, huyền thú có huyết mạch cao quý không những tu luyện thần tốc. Trừ việc có năng lực thiên phú đặc biệt ra, còn có thể tạo ra uy áp với những huyền thú cấp thấp. Giống như Long Uy Thần Long trong truyền thuyết, trước mặt rồng, những huyền thú cấp thấp, còn không thể chịu đựng nổi uy áp đó chứ đừng nói đến chiến đấu. Tiểu tử nhìn về Bạch Y nữ tử, chớp chớp mắt, không lắc đầu cũng chẳng gật đầu. Huyết mạch cao quý, Dương Diệp khó hiểu, hỏi, huyết mạch như thế nào là cao quý? Bạch Y nữ tử nhìn Dương Diệp như một kẻ ngốc. Nói, đương nhiên là tổ tiên chúng đã xuất hiện thánh cảnh cường giả, dù là huyền thú hay là con người, chỉ cần trở thành thánh giả cường giả, huyết mạch trong cơ thể họ sẽ thay đổi, có năng lượng kỳ diệu. Hơn nữa người thân,
Con cháu họ cũng sẽ vì huyết mạch biến đổi này mà có được năng lực kỳ diệu, ví dụ như thiên phú tu luyện, thần lực bẩm sinh vân vân, đương nhiên, họ cần phải kích hoạt huyết mạch. Không thấy ánh mắt khinh bỉ của nữ tử, Dương Diệp hưng phấn nói, cô nói tiểu tử này cũng có tổ tiên là thánh cảnh cường giả sao? Thánh cảnh cường giả, muốn trở thành thánh cảnh cường giả phải trải qua phàm nhân cảnh, tiên thiên cảnh, vương giả cảnh, linh giả cảnh, tôn giả cảnh, hoàng giả cảnh, sau đó mới là thánh giả cảnh. Mỗi cảnh giới này lại phân thành chín cấp cảnh giới nhỏ, muốn trở thành thánh cảnh cường giả, thật sự khó như lên trời. Dù sao, Nam vực hình như không còn thánh cảnh cường giả nào. Bạch y nữ tử nhìn tiểu tử, nói, nó có huyết mạch uy áp, tổ tiên hẳn là đã xuất hiện thánh cảnh cường giả. Chỉ là ta hiếu kỳ, nó là loài chồn, nhưng sao ta chưa từng nhìn thấy loài chồn này bao giờ, hơn nữa ngay cả một vài tạp văn ghi chép huyền thú cũng không có tư liệu gì liên quan đến nó. Dương Diệp cũng có chút nghi hoặc, lai lịch của tiểu tử đúng là có hơi thần bí, nhưng hắn không quan tâm điều đó, dù sao thì tiểu tử bây giờ theo hắn, với lại nó không hại hắn là được rồi. Còn thần bí thì lốc xoáy đan điền trên người hắn cũng đủ thần bí rồi. Lúc này, tiểu tử chỉ bàn chân nhỏ vào Dương Diệp, sau đó lại chỉ về hướng bắc. Bên đó có gì à? Dương Diệp hỏi. Tiểu tử lắc lắc đầu, rồi lại chỉ. Ý ngươi là chúng ta đi hướng đó hả? Tiểu tử gật gật đầu. Dương Diệp không do dự, xoay người một cái, sau đó nhìn bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử do dự một lư xê, sau đó nhảy một cái lên lưng Dương Diệp. Vỗ vỗ sói xám hiểu ý liền phi về hướng bắc. Dù không hiểu tại sao tiểu tử lại bảo họ đi hướng đó, nhưng Dương Diệp vẫn lựa chọn tin vô điều kiện. Bởi vì trực giác bảo hắn là tiểu tử sẽ không hại hắn. Hơn nữa lúc này đối với họ mà nói, đi về hướng nam hay hướng bắc căn bản không có gì khác nhau. Có tiểu tử ở bên, sói xám đặc biệt ra sức chạy nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Điều này làm Dương Diệp vô cùng mãn nguyện, nhưng vẫn có một việc làm hắn không vui, đó là đám giả kiêu trên đầu. Đám giả kiêu đó di chuyển theo bọn họ, hơn nữa tốc độ không hề chậm tí nào. Nhìn về phía sau, chỉ thấy một màn màu xanh lá, không nhìn thấy đầu đâu. Thấy vậy, Dương Diệp ngoài việc bảo sói xám chạy nhanh hơn, căn bản không có cách nào khác. Chỉ cần đám giả kiêu không tới chọc bọn họ là tốt rồi. Trong đêm đen, sói xám chạy một mạch như điên 4 canh giờ, chạy từ lúc trời tối đen đến hừng đông, nhưng dưới chân vẫn là xương cốt đầy đường. Nhưng đám giả kiêu trên đầu thấy trời sáng nên đều biến mất cả. Điều này làm Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm. Chạy thêm khoảng 1 canh giờ nữa, đột nhiên phía trước xuất hiện tia sáng, thấy tia sáng đó, trên mặt Dương Diệp lộ lên vẻ vui mừng. Tia nắng mặt trời chiếu đến, cho dù chưa ra khỏi đoạn hồn uyên, cũng có nghĩa là có hy vọng rồi. Phải biết rằng, ở chỗ lúc trước thì đến cả ánh mặt trời cũng không chiếu xuống được. Thấy tia nắng đó, bạch y nữ tử ngồi sau Dương Diệp trên mặt cũng khó mà giấu được một nụ cười tươi. Không có bạch cốt, không có tử vụ, chỉ có trời xanh, mây trắng, mặt trời, thanh sơn bên trong tầng mây. Hít! Dương Diệp nhảy xuống khỏi lưng sói, nhìn tất cả trước mắt, hít một hơi thật sâu, cảnh vật quen thuộc đây rồi. Tiểu tử kia hiển nhiên rất cao hứng, chớp mắt mấy cái, đã đi ra xa. Dương Diệp không hề ngăn lại, để mặc nó chơi đùa. Nữ tử áo trắng quan sát đánh giá xung quanh, nhìn một lát, chân mày nàng nhíu lại. Nơi này mặc dù không có bạch cốt, cũng không có tử vụ, nhưng có núi cao bao vây xung quanh, hơn nữa những ngọn núi đều cao vút xuyên qua mây trời. Lúc này bọn họ đứng ở đây, giống như đang ở đáy nồi. Chúng ta còn chưa ra đoạn hồn uyên, nữ tử áo trắng trầm giọng nói. Dương Diệp khẽ giật mình, chợt dò xét xung quanh, sau đó cảm thụ bên trong cơ thể. Phát hiện vẫn chưa xuất hiện huyền khí. Sắc mặt Dương Diệp tiếp tục ngưng trọng. Nơi này có chút cổ quái. Nữ tử áo trắng trầm giọng nói, người xem, đám sương mù sau lưng vậy mà không thể đi qua, chỗ này cũng không có bạch cốt, hơn nữa rất yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có. Dương Diệp lông mày nhíu chặt, nghe nữ tử nói, hắn cũng phát hiện nơi này có chút quỷ dị. Cùng là đáy vực, nhưng sao hai bên khác nhau nhiều như vậy? Chứng tỏ không phải bình thường. Ngươi xem có cách nào không? Dương Diệp nhìn về phía nữ tử áo trắng, hỏi. Nữ tử áo trắng trầm ngâm một lát, nói, không có. Dương Diệp trợn trắng hai mắt, đối với nữ tử này, Dương Diệp chỉ biết im lặng. Từ lúc hai người cùng chạy trốn tới giờ, ngoại trừ đồng ý để hắn nhảy xuống,
còn lại không hề có ý kiến gì, mặc cho mình làm việc qua loa. Nàng không sợ bị mình bán đứng sao? Vèo. Lúc này, một tia tử quang lóe lên, tiểu tử kia đã xuất hiện trước mặt hai người, ở trước mặt của nó, có một lồng sáng nho nhỏ màu tím, bên trong có khoảng mười mấy trái cây màu đỏ. Tiểu tử kia giống như là đang hiến báu vật, đưa lồng sáng tới trước mặt Dương Diệp. Thấy hành động của tiểu tử, Dương Diệp cảm thấy ấm áp, đưa tay xoa xoa đầu nó, sau đó nhận lấy đống trái cây, xong đưa hai quả cho nữ tử kia, nàng cũng không cự tuyệt, chỉ tò mò quan sát Dương Diệp cùng tiểu tử kia. Trái cây cỡ bằng nắm đấm, màu sắc tươi đẹp, cắn vào ngọt ngào, mùi vị rất khá, Dương Diệp một lúc ăn hai trái, nữ tử áo trắng cũng ăn một trái. Sói xám tựa hồ cũng muốn ăn, xong lại trừng mắt về phía sau, không hiểu sao cúi đầu, không để ý trái cây trong tay Dương Diệp nữa. Tiểu tử kia chỉ phía xa, giống như muốn Dương Diệp đi qua đó. Dương Diệp cười cười, rồi chuẩn bị đi tới trước, đột nhiên, hắn nhướng mày, hai tay che phần bụng, cảm thấy trong người có một cỗ tà hỏa truyền lên, toàn thân nhanh chóng nóng lên, đến mức hô hấp cũng trở nên dồn dập. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử áo trắng, thấy nữ tử áo trắng cũng có vẻ không bình thường, mặt của nàng tựa như mây hồng, hồng một cách lạ kỳ, nhìn nữ tử như vậy, Dương Diệp nhìn trái cây màu đỏ trong tay, sau đó lại nhìn về phía tiểu tử kia nói, tiểu tử, đây là thứ gì? Nhìn thấy Dương Diệp khác thường, nó trừng mắt nhìn, đầu nhỏ vội vàng lắc lư. Đây là hợp hoan quả, huyền giai linh vật. Cùng lúc đó, nữ tử áo trắng chậm rãi đi về phía Dương Diệp, nhưng không biết lúc nào, trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm, nàng vừa đi vừa nói, huyền thú có thể ăn nó giống như trái cây, cảnh giới sẽ được đề thăng. Nhưng mà nhân loại ăn vào, sẽ kích phát dục vọng mãnh liệt trong cơ thể, nếu không bài tiết ra bên ngoài, dục hỏa quấn thân mà chết. Dương Diệp mạnh mẽ áp chế tà hỏa trong người, nhưng hắn cũng không kìm hãm được ánh mắt của mình nhìn về đối phương, cắn đầu lưỡi một cái, Dương Diệp cố gắng để bản thân tỉnh táo, sau đó nhìn về nữ tử áo trắng đang cầm kiếm đi tới, nói, ngươi muốn làm gì? Nữ tử áo trắng ánh mắt ngày càng mê ly, nhưng nàng vẫn còn khá hơn Dương Diệp, đầu óc xem như thanh tỉnh, có điều nàng biết, nàng cũng không kiên trì được bao lâu. Hít sâu một hơi, nữ tử nhìn Dương Diệp, nói, giết ngươi, sau đó tự sát. Dứt lời, không thấy nữ tử áo trắng ra tay như thế nào, chỉ thấy trường kiếm trong tay nàng minh lên một tiếng, sau đó rời khỏi tay nàng, hóa thành một vầng thanh quang bắn tới Dương Diệp. Nàng biết, một khi Dương Diệp ăn vào hợp hoan quả, dù mình tự sát, hắn cũng không bỏ qua thi thể của mình. Chỉ có giết Dương Diệp xong rồi tự sát, bản thân mới giữ được trong sạch. Trong lòng Dương Diệp kinh hãi, hắn không nghĩ đến nàng lại muốn giết mình, càng không ngờ tu vi của nàng đã bị khóa, lại có thể thôi động thanh trường kiếm màu xanh đó. Nhưng may mắn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái bóng xám làm rơi trường kiếm xuống đất. Tuy nhiên, sau một khắc, thanh trường kiếm màu xanh lại tiếp tục bắn về phía Dương Diệp. Huyền kiếm có linh. Thấy thanh trường kiếm có thể chủ động công kích, Dương Diệp trong lòng khiếp sợ, đấy là kiếm linh trong truyền thuyết. Kiếm linh chính là thanh kiếm có linh tính, có thể tự động bảo vệ chủ nhân. Có kiếm là tiên thiên kiếm linh, chính xác là kiếm có phẩm chất rất cao, hoặc là có kỳ ngộ gì đó, vì vậy sinh ra linh trí, được gọi là tiên thiên kiếm linh. Còn có một loại hậu thiên kiếm linh. Hậu thiên kiếm linh là kiếm do chủ nhân bồi dưỡng ra. Chỉ cần đạt tới vương giả cảnh, đệ tử kiếm tông có thể đưa kiếm của mình vào trong đan điền dùng huyền khí nuôi dưỡng, lâu dần, sẽ có xác suất sinh ra kiếm linh, cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Đương nhiên, hậu thiên kiếm linh là không thể mạnh tiên thiên kiếm linh sẽ tự động lựa chọn chủ nhân của mình, trí khôn đã không kém nhân loại. Còn kiếm linh do chủ nhân nuôi dưỡng ra, mặc dù nó có trí tuệ, nhưng nếu không có cơ duyên to lớn, nhất định không thể có trí khôn chân chính. Cùng lắm là linh tính nhiều hơn bình thường một ít. Nói chung, bất kể là tiên thiên kiếm linh, hay là hậu thiên kiếm linh, đều quý giá như nhau. Mà bây giờ Dương Diệp không nghĩ bản thân sẽ gặp một thanh hậu thiên kiếm linh. Khoảnh khắc trường kiếm bay đến, một tia tử quang xuất hiện trước người hắn, chặn lại trường kiếm màu xanh. Nhưng mà thanh trường kiếm không hề buông tha công kích Dương Diệp. Chỉ là bị tử điêu gắt gao chế trụ. Trong lúc này, tử điêu và sói xám cùng nhau chiến đấu với thanh trường kiếm. Dương Diệp giờ này không quan tâm đến hai thú một kiếm, toàn thân hắn lúc này giống như bị lửa đốt, nóng bỏng không gì sánh được, ý thứ càng ngày càng mơ hồ. Rốt cuộc, hắn nhìn thấy nữ tử áo trắng bên cạnh,
chỉ thấy nữ tử áo trắng giờ này hai mắt long lanh, mặt mũi đều đỏ sậm, quần áo cởi một nửa, lộ ra mảng lớn da thịt. Dương Diệp theo bản năng đi tới gần nữ tử áo trắng, sau đó ôm lấy nàng, vô sự tự thông hôn. Ta sẽ giết ngươi. Nhìn trước mắt sắc mặt đỏ bừng, Dương Diệp, trong mắt nữ tử áo trắng chợt nhỏ xuống hai hàng dịch thể trong suốt, một tia thanh tỉnh cuối cùng trong mắt, đã bị một mảnh đỏ thẫm bao trùm. Lúc này Dương Diệp thần trí đã mơ hồ, trong đầu chỉ có một ý niệm, phát tiết, hắn muốn phát tiết. Về phần nữ tử có xảy ra chuyện gì, hắn thật sự không nghĩ tới, trong khoảnh khắc đó. Quần áo bay tứ tung, ngọc thể ngang dọc, một màn xuân sắc yên lặng trình diễn, đáng tiếc, không người nào có phúc nhìn thấy. Lúc này, ở đoạn hồn sơn mạch, hai gã trên người đeo trường kiếm, thân mặc trường bào trắng xanh giao nhau. Trong đó, lão giả có tròm râu dê trắng nhìn đoạn hồn uyên trầm giọng nói, Ngọc Hành sư đệ, người nói Thanh Thi nha đầu kia thực sự nhảy xuống đoạn hồn uyên. Lời nói đệ tử quỷ tông, tin được không? Lão giả tên là Ngọc Hành trầm giọng nói, sư huynh, đệ tử quỷ tông tất nhiên không thể tin, nhưng mà lần này, hai tên đệ tử quỷ tông kia cũng không có manh mối, Thanh Thi hẳn là nhảy xuống đoạn hồn uyên rồi. Nếu không, Thanh Thi nếu bị dính cấm huyết phong thì đã rơi vào trong tay quỷ tông, nếu ở trong tay quỷ tông, hồn bài của Thanh Thi phải bị tiêu tán, nhưng hồn bài của Thanh Thi chưa tiêu tán, đó là vì Thanh Thi còn sống. Nếu Thanh Thi còn sống, vậy khẳng định đã nhảy xuống đoạn hồn uyên, bằng không, Thanh Thi không còn tu vi, không thể trốn khỏi tay quỷ tông. Quỷ tông, nghe hai chữ này, trên mặt lão giả râu trắng hiện lên một tầng sương lạnh, trong mắt xuất hiện sát ý lạnh lẽo. Một cỗ khí thế vô hình từ trong cơ thể bạo nộ tuôn ra, nhưng rất nhanh liền tiêu tán trong thiên địa. Nhìn thấy sát ý trong mắt lão nhân, Ngọc Hành vội vàng nói, sư huynh, tông chủ bế quan trùng kích hoàng giả cảnh, lúc này chúng ta không nên quấy rầy hắn, túy sư bá bôn ba khắp nơi, không có trong tông môn. Bây giờ ngươi quyết định mọi chuyện ở kiếm tông, tuyệt đối không thể xung động. Lão nhân râu trắng lắc đầu, nói ta sẽ không xung động đánh lên quỷ tông, nhưng nhiều cường giả quỷ tông lại xuất hiện ở thập vạn đại sơn, nhất định có bí mật không muốn người khác biết. Ngọc Hành, thông chi kiếm tông, kiếm vệ đội, gọi tới 5 người, người dẫn đội, truy tìm đệ tử quỷ tông, thấy một tên giết một tên. Vâng, Ngọc Hành lên tiếng, sau đó lại nói, sư huynh, còn Thanh Thi. Lão nhân râu trắng hít một hơi, nói, nếu như Thanh Thi thực sự nhảy xuống đoạn hồn uyên, chúng ta bất lực rồi. Trừ phi túy sư bá xuất hiện, bằng không, coi như là chúng ta xuống đó, cũng là cửu tử nhất sinh mà thôi. Nói đến đây, lão nhân râu trắng trầm ngâm một chút, lại nói, cũng có thể để huyền thú trợ giúp, nhưng huyền thú giúp bằng cách nào? Đây cũng không phải là cổ chiến trường. Dù sao cũng phải thử xem, Ngọc Hành trầm giọng nói, chưa nói nhà đầu kia là con gái của tông chủ, chỉ bằng thiên phú của nàng cũng để chúng ta phải cứu. Bằng vào thiên phú của nàng, chờ một thời gian, kiếm tông nhất định có thêm một vị siêu cấp cường giả. Hơn nữa, nhà đầu kia lại là một người duy nhất của kiếm tông có mặt trên tiềm long bảng. Lão nhân râu trắng trầm ngâm một lát, sau đó nhìn về phía đoạn hồn sơn mạch, nói, Ngọc Hành, người trở về mang chấp pháp đội qua đây quét sạch người của quỷ tông, ta đi thăm hỏi hổ tôn giả. Nói xong, tay phải vung lên, trường kiếm sau lưng hóa thành một đoàn thanh quang nằm dưới chân hắn, sau đó cả người và kiếm hóa thành thanh quang, trong nháy mắt biến mất ở nơi xa. Dương Diệp lúc này cảm thấy đầu óc quay cuồng, ý thức có chút mơ hồ, lắc lắc đầu, sau một lát, hắn mở hai mắt ra. Đến khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, hắn trực tiếp ngây dại. Chỉ thấy nữ tử áo trắng yên tĩnh nằm trong lồng ngực hắn, còn hai tay của hắn thì nắm phải thứ gì đó rất mềm mại. Hắn không tự chủ xoa bóp một cái, cảm giác mềm mại truyền tới nói cho hắn biết, đây không phải mơ, mà là chân thật. Dương Diệp có chút ngờ nghệch nhìn xung quanh, Tử Điêu cùng Hôi Lang đều không thấy, thanh trường kiếm kia thì nằm cách hắn không xa, giống như đang muốn đâm cho hắn một nhát. Không xong rồi. Nhìn nữ tử trong ngực, Dương Diệp lập tức thầm hô. Đúng lúc đó, nữ tử áo trắng mở hai mắt, sau đó đứng lên, rời khỏi lồng ngực Dương Diệp, sau đó lấy quần áo bên cạnh thong dong mặc vào, tiếp theo là nhặt lên trường kiếm màu xanh, từ đầu tới cuối đều không nhìn hay nói một lời nào với Dương Diệp, giống như Dương Diệp không có mặt ở đây. Dương Diệp cũng ngay lập tức mặc quần áo vào, nhìn thấy nữ tử tay cầm trường kiếm, Dương Diệp nheo mắt, lui về sau hai bước, nói ta cảm thấy chúng ta nên cùng nhau giải quyết chuyện này. Tuy hắn có Tử Điêu cùng Hôi Lang, nhưng nàng cũng có linh kiếm,
nếu thật sự đánh nhau, hắn cũng không chắc thắng được. Nữ tử nắm trường kiếm, quay người nhìn xem Dương Diệp, mặt không cảm xúc, nói, ngươi nói đi, giải quyết như thế nào? Còn cách nào khác hay sao? Dương Diệp hít sâu một hơi, nói chuyện này ai đúng ai sai đã không quan trọng. Ta biết, nếu ta nói ta chịu trách nhiệm, ngươi nhất định khinh thường, hoặc chướng mắt, nhưng ta vẫn muốn nói, ta sẽ chịu trách nhiệm. Ngươi lạ dám làm dám chịu, không tệ. Nữ tử lạnh lùng nói, nhưng mà, ngươi biết không? Ta là thất phẩm linh nghĩa cảnh, chỉ cần một năm sau, ta sẽ trở thành tôn nghĩa, năm nay ta còn chưa được 30 tuổi, còn ngươi thì sao? Vẻ mặt nàng không hề trào phúng, cũng không xem thường, cực kỳ bình tĩnh, không xen lẫn tâm tư gì. Biết trước sẽ bị đả kích, trong lòng Dương Diệp cảm thán một tiếng, trên mặt ngược lại không thấy dấu hiệu bị đả kích, nói ta có nghe một câu nói, tình yêu không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giàu nghèo, cũng không phân biệt cảnh giới, ta thấy câu nói rất có lý. Nói xong, mặt mo không kìm được đỏ lên. Đúng là rất có lý. Nữ tử gật đầu, trên mặt Dương Diệp vừa nở nụ cười, thì nàng lại nói, có điều, giữa chúng ta có tình yêu sao? Nụ cười Dương Diệp cứng đờ, hắn trầm mặc nửa ngày, sau đó nhìn nữ tử áo trắng, nói, năm nay ngươi chưa được 30 tuổi, nhưng ta cũng chưa được 20 tuổi, tuy hiện tại ta chỉ là một tên phàm nhân cảnh, nhưng ngươi có chắc khi ta bằng tuổi ngươi bây giờ, ta sẽ kém hơn ngươi sao? Nữ tử áo trắng nhìn Dương Diệp nửa ngày, mới nói, ngươi mạnh hay yếu, đối với ta không có ý nghĩa gì. Ta không giết ngươi, chỉ vì ngươi là đệ tử kiếm tông có khả năng đặt tên trên thanh vân bảng, thế thôi. Nghe nàng nói vậy, Dương Diệp có chút không thoải mái, đương nhiên, là ai đi chăng nữa cũng sẽ cảm thấy như vậy, đều thấy không thoải mái. Nhưng mà hắn biết, đối phương có tư cách không để mắt tới hắn, chí ít là lúc này. Vậy ngươi muốn giải quyết chuyện này như thế nào? Nhưng ta nói trước, nếu như ngươi muốn giết ta, ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Nếu như ở bên ngoài, ngoài tự sát ra ta không còn cách nào khác, nhưng ở trong này, nếu chúng ta đánh nhau, cùng lắm là cá chết lưới rách mà thôi. Dương Diệp thẳng thắn nói, dù sao mọi chuyện đều đã như vậy, hai người cùng nhau thương lượng trong hòa bình là tốt nhất. Nữ tử liếc nhìn Dương Diệp một chút, sau đó nhìn về nơi xa, nói, mỗi ba năm, các đại thế lực ở Nam Vực sẽ cử hành một cuộc tỉ thí. Những thế lực đó bao gồm cả Hoàng gia học viện của Đại Tần Đế Quốc, Nhất Môn, Nhị Cung và Tam Tông, trận tỉ thí đó tên là Thanh Vân Bảng. Nói đến đây, nữ tử quay đầu nhìn Dương Diệp, nói ta muốn ngươi có mặt tên Thanh Vân Bảng, nhưng muốn xuất hiện trên Thanh Vân Bảng, nhất định phải là 30 người đứng đầu, lúc trước ta đứng thứ 20 trên Thanh Vân Bảng, về phần ngươi, 10 vị trí đầu đi. Dương Diệp nheo mắt, trời ạ, khảo hạch đệ tử ngoại môn ta còn chưa thông qua. Ba tháng sau quyết chiến với Liễu Thanh Vũ cũng không xong, mà giờ đây nàng muốn mình tham gia cái gì Thanh Vân Bảng. Nghe nàng nói sơ qua, Thanh Vân Bảng chính là nơi tất cả yêu nghiệt tập trung. Toàn bộ thiên tài của Nam Vực, nghĩ thôi cũng thấy sợ hãi. Dương Diệp lau mồ hôi trên trán, nói Thanh Vân Bảng hẳn là có hạn chế chứ. 20 tuổi trở xuống, vương nghĩa cảnh trở xuống, đó là hai hạn chế, nữ tử nhàn nhạt nói. Thanh Vân Bảng này có tác dụng gì? Dương Diệp lại hỏi. Tác dụng, nữ tử áo trắng trầm ngâm một lát, nói, đối với thiên tài tham gia mà nói, đó là một cơ hội để vang danh tên tuổi. Còn với tông môn, đấy là một cơ hội để phân phối tài nguyên lần nữa. Phân phối tài nguyên lần nữa? Dương Diệp không hiểu hỏi. Nữ tử giải thích, nói, Đại Tần Đế Quốc có cửu châu, mỗi châu hơn 100 vạn thành trì. Tông môn chúng ta cùng Đại Tần Đế Quốc cần tân nhân không ngừng gia nhập, như vậy mới có thể giúp tông môn đứng vững. Trước kia là Đại Tần Đế Quốc cùng các đại tông môn cướp đoạt nhân tài, bình thường luôn mạnh tay cướp đoạt. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, tất cả không thể chém giết lẫn nhau. Cho nên Thanh Vân Bảng mới sinh ra, đệ tử có thứ hạng càng cao trên Thanh Vân Bảng, sẽ được phân càng nhiều thành trì. Chẳng hạn như Thanh Vân Bảng đợt trước, nguyên môn có được hạng nhất, hạng 3, hạng 6. Cho nên bọn họ được phân tận 3 châu cùng hơn 50 vạn tòa thành. Mà kiếm tông chúng ta, bởi vì không có ai tiến vào Thanh Vân Bảng, cho nên chỉ có được mấy cái thành trì nhỏ. Kiếm tông yếu như vậy, Dương Diệp không tự chủ thốt ra, nói xong, hắn chợt thấy hối hận. Nữ tử trước mặt này có cảm tình với kiếm tông, mình nói như vậy, khẳng định nàng sẽ tức giận. Nữ tử lại không có tức giận, chỉ là cảm thán một tiếng, nói, hiện tại kiếm tông rất yếu. Đệ tử ngoại môn không quá 6.000, đệ tử nội môn tầm 2.000,
đệ tử chân truyền lại chỉ có hơn 1.000. Nếu như không có lão tổ tông tọa chấn, kiếm tông cũng không thể tính là nhị lưu thế lực. Những đệ tử kiếm tông trên nội môn bảng cùng ngoại môn bảng, bọn họ có tham gia thanh vân bảng không? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Nữ tử lắc đầu, nói, một thiên tài trong sơn thôn có thể được mọi người đánh giá là thiên tài, nhưng hắn đặt hắn ở thị trấn, vậy thì chỉ xem như không tệ, còn ở trong một tòa thành, miễn cưỡng xem như bình thường, còn khi hắn đi vào một cái châu, có lẽ bình thường cũng không tính. Nhưng nếu như đặt hắn ở Nam Vực, vậy thì chỉ có thể xem là phế vật. Thiên tài ở kiếm tông có thể xem là thiên tài, nhưng nếu đặt vào thanh vân bảng, rất nhiều người sẽ thành phế vật. Vậy mà ngươi còn muốn ta tiến vào 10 vị trí đầu, phải biết, hiện tại ta còn chưa phải đệ tử ngoại môn đây này. Dương Diệp khẽ nói. Nghe thế, nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, lông mày nhướng lên, nói, thế nào, ngươi không có lòng tin. Ta cần một động lực. Dương Diệp nhìn thẳng nữ tử nói. Động lực gì? Nữ tử nhíu mày. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, nếu ta tiến vào thanh vân bảng, ta muốn ngươi cho ta một cơ hội theo đuổi. Hắn yêu thích nữ tử trước mắt này sao? Dương Diệp không biết, hắn chỉ biết là, nữ tử trước mắt này đã là người của hắn. Nếu là của hắn, vậy thì nên ở cùng nhau, chỉ đơn giản vậy thôi. Thế nào? Nữ tử khóe miệng nổi lên một tia khinh thường, nói, cho rằng ta đã cùng ngươi phát sinh quan hệ, nên sẽ đi cùng với ngươi. Ta không phải loại bị mất đi trinh tiết là biến thành nữ nhân của đối phương, với ta mà nói, kiếm đạo cùng kiếm tông mới là tất cả. Ngươi rất ghét ta, Dương Diệp hỏi. Không hẳn, nữ tử nhàn nhạt nói, trừ thực lực hơi yếu, còn có một chút chủ nghĩa đại nam tử, phẩm chất cùng tính cách cũng chấp nhận được. Ta cũng không ghét ngươi, Dương Diệp vội vàng nói, ngươi ngoại trừ tính cách hơi cao ngạo, lãnh đạm, các phương diện khác đều tốt. Nếu ngươi không ghét ta, ta cũng không ghét ngươi, vậy thì tại sao ngươi không cho ta một cơ hội chứ? Nếu ngươi nói thực lực ta yếu, vậy thì không sao, ta còn trẻ. Ngươi nói xem. Nữ tử nhìn Dương Diệp, cứ nhìn như vậy, Dương Diệp cũng không chịu yếu thế, cũng nhìn lại nàng. Dù sao mọi chuyện đã như vậy, cùng nhau thẳng thắn là tốt nhất. Thật lâu sau, nữ tử nói, thanh vân bảng, 5 vị trí đầu, ta cho ngươi một cơ hội. Một lời đã định. Dương Diệp vội vàng nói, tựa hồ lúc này hắn đã quên thanh vân bảng là nơi tập trung tất cả yêu nghiệt. Nhìn xem bộ dáng hưng phấn của Dương Diệp, trong lòng nữ tử hiện lên một chút cảm giác khác thường, tuy nhiên chỉ là thoáng qua liền tan biến. Là hy vọng của kiếm tông, cả đời nàng tu kiếm, sức sống của nàng, không có gì ngoài kiếm. Đừng nói tới yêu đương, ngay cả trai gái tiếp xúc cũng hầu như rất ít. Vừa rồi bất ngờ cùng Dương Diệp phát sinh quan hệ. Đầu tiên nàng suy nghĩ muốn giết Dương Diệp, nhưng nàng không làm thế, như nàng đã nói, Dương Diệp có thể giúp kiếm tông mang đến một tia sinh cơ. Nhưng khi Dương Diệp đối với nàng đưa ra yêu cầu, không hiểu vì sao, trong nội tâm nàng sinh ra một loại cảm giác khác thường, loại cảm giác đó không biết là gì, bởi vì trước kia nàng chưa từng xuất hiện loại cảm giác này. Hai người đạt thành hiệp nghị về sau, tiếp tục cưỡi trên hôi lang đi đường, tuy nhiên hai người đã không còn tự nhiên như trước. Dương Diệp nếu không mở lời trước, nữ tử áo trắng tuyệt đối sẽ không mở miệng nói chuyện. Đối với việc này, Dương Diệp cũng có chút bất đắc dĩ. Nói đến chuyện cảnh giới Dương Diệp tăng lên, từ phàm nhân thất phẩm đạt tới phàm nhân bát phẩm. Về phần tại sao đột nhiên tăng lên, theo Dương Diệp phỏng đoán, hẳn là tác dụng của hợp hoan quả. Tuy nhiên hắn cũng không xác định, muốn hỏi một chút nữ tử sau lưng, nhưng lại sợ làm hai người xấu hổ, cho nên hắn cũng chỉ có thể giữ vấn đề này ở trong bụng. Hai người chạy hai canh giờ, vượt qua mấy ngọn núi nhỏ, đi tới một ngọn núi cách đó không xa, ở trước mặt hai người, cách đó không xa là một ngọn núi thẳng tắp, xông thẳng lên trời, nhìn từ dưới lên, vậy mà không nhìn thấy đỉnh núi. Bên kia có căn nhà, bất chợt, Dương Diệp nhìn về chân núi, chỉ nơi xa một căn nhà lá, âm thanh mừng rỡ. Nhìn xem nhà lá phía xa, nữ tử áo trắng nhăn mày lại, tuy nhiên nàng cũng không ngăn cản Dương Diệp đi đến chỗ kia. Tuy cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lúc này hai người bọn họ cũng không có cách nào rời khỏi nơi này. Hai người vừa mới đến gần nhà tranh, thấy cửa nhà tranh từ từ bị mở ra, ai đó khom người, một lão nhân mặc áo choàng đen rách nát từ bên trong đi ra. Lão giả rất già, cực kỳ già, đây là ấn tượng đầu tiên khi Dương Diệp nhìn thấy lão giả. Chỉ thấy trên mặt lão giả có nếp nhăn, tóc trên đầu chỉ có vẻn vẹn mấy cây, nói là đầu chọc cũng không quá đáng.
chống một cây quải trượng, bước đi chậm chạp, giống như một cơn gió là có thể hất bay hắn vậy. Lão nhân nhìn thấy Dương Diệp cùng nữ tử áo trắng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, sau đó chống gậy chậm rãi đi về phía Dương Diệp hai người. Thấy thế, Dương Diệp áp chế khiếp sợ trong lòng, vội vã đi xuống hôi lang, hướng về phía lão nhân thi lễ, nói tiền bối, hai chúng ta rơi xuống đoạn hồn uyên, đi lung tung tới nơi này, xin hỏi tiền bối là ai? Tuy nhìn qua lão nhân trước mắt yếu dọa người, thế nhưng Dương Diệp không thể không cẩn thận, lão nhân này có thể ở đoạn hồn uyên, vậy sao có thể là người thường? Thấy Dương Diệp lễ phép như vậy, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng hiện ra một tia nhu hòa ý cười, đột nhiên, hai mắt hắn mở thật to, giống như nhìn thấy thứ gì bất khả tư nghị, nhìn chằm chằm Dương Diệp nhìn một lát mới thu hồi ánh mắt, nói, nơi này thật nhiều năm đã không có ai tới. Các ngươi có thể tới nơi này, coi như là duyên phận, chờ chút. Nói xong, lão nhân chống gậy xoay người đi vào trong nhà lá. Nhìn lão nhân, Dương Diệp quay đầu nhìn nữ tử áo trắng đã tới bên cạnh, nói, Thanh Thi, ngươi có thể nhìn thấu thực lực của hắn sao? Trải qua chuyện kia, sau khi Dương Diệp nhiều lần yêu cầu, nữ tử đã nói tên cho hắn. Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp một chút, hiển nhiên không quen Dương Diệp xưng hô với nàng như vậy, có điều nàng cũng không phản đối. Trầm mặc một lát, nàng lắc đầu, nói ta cảm giác hắn cùng chúng ta giống nhau, tu vi bị khóa, là một người bình thường, nhưng giống như lại có chút không thích hợp. Dương Diệp đang chuẩn bị nói cái gì, lão nhân lại từ trong nhà lá đi ra, chỉ là lúc này ở trên tay của hắn có một quyển trục màu đen cùng một cái vòng tay lóe lên ánh sáng rực rỡ. Lúc Dương Diệp đang nghi hoặc, lão nhân đã đi tới trước mặt bọn họ, lão nhân thổi thổi bụi trên quyển trục, sau đó đưa cho Dương Diệp, nói cất giữ nhiều năm. Để lão hủ dễ tìm. Lão hủ nhìn ngươi tu kiếm, đây là ngự kiếm thuật, đối với ngươi hẳn là có tác dụng. Nói xong, lại nhìn về phía nữ tử áo trắng bên cạnh Dương Diệp, nói, nếu ngươi là đạo lữ của hắn, lão hủ cũng không tiện để ngươi tay không mà về, huyễn tinh vòng tay này tặng cho ngươi đi. Ta không phải đạo lữ của hắn. Tô Thanh Thi lông mày nhướn lên, nếu như không phải lão nhân trước mắt đã gần đất xa trời, nàng phỏng chừng muốn động thủ. Sợ Tô Thanh Thi cùng lão nhân cãi nhau, Dương Diệp vội vã đứng ở trước mặt lão nhân, đối với lão nhân thi lễ một cái, nói tiền bối, vô công bất thụ lộc, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, người đã tặng lễ, đây. Dương Diệp cùng Tô Thanh Thi chưa hề tiếp nhận lễ vật, lão nhân trước mặt này quá quái dị, vừa thấy mặt đã tặng lễ, Dương Diệp nào dám nhận lấy. Lão nhân nhìn Tô Thanh Thi tức giận, sau đó lại nhìn sang Dương Diệp, một lát hắn mới nói, lão hủ lỗ mãng. Nhưng mà lão hủ không có ác ý, hai món đồ này để ở đây đều muốn mốc meo, chi bằng tặng cho các ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp cũng không cự tuyệt nữa, nhận lấy quyển trục, vừa lật ra xem, nhất thời quyển trục hóa thành một tia lục quang biến mất khỏi tay hắn. Đột nhiên, phong cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi, hắn đã ở một thế giới bụi mù mịt. Giữa lúc Dương Diệp đang mờ mịt khó hiểu, chỉ thấy một bóng người màu đen xuất hiện cách đó không xa, bóng đen tay cầm một thanh trường kiếm. Đưa lưng về phía hắn, nói, ngự kiếm thuật, địa giai hạ phẩm kiếm kỹ, chính là ta dựa vào vạn gia kiếm kỹ sáng tạo, nguồn gốc là vạn gia kiếm kỹ, nhưng cùng thế gian kiếm kỹ bất đồng. Kiếm kỹ này chú trọng lấy tâm ngự kiếm, không dùng kiếm khí cùng kiếm chiêu khống chế, tùy tâm sở dục. Nói xong, chỉ thấy người áo đen vung tay phải lên, trường kiếm sau lưng phóng lên cao, sau đó không thấy động tác người áo đen, thanh trường kiếm kia trên không trung giống như một đứa trẻ nghịch ngợm. Một lát hướng bên phải, một lát hướng bên trái, có khi xông thẳng lên, có khi lại hạ xuống, trên không trung làm ra đủ loại động tác. Một bên Dương Diệp nhìn muốn rớt cằm, nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói, lấy tâm ngự kiếm, thật là lấy tâm ngự kiếm. Vẫn chưa xong, chỉ thấy trên không trung trường kiếm không ngừng bay múa bỗng nhiên run lên, chợt, một tia kiếm khí từ cái mũi kiếm hướng về phía chân trời bắn nhanh đi, sau một khắc. Thanh kiếm lại hướng về phía khác bắn ra mấy tia kiếm khí, lúc bấy giờ, kiếm khí tung hoành đầy trời. Sau khi bắn ra trên trăm tia kiếm khí, thanh trường kiếm kia cùng bóng đen chậm rãi biến mất, đồng thời một giọng nói không biết từ chỗ nào chậm rãi truyền đến, người đến sau, nhớ kỹ, ngự kiếm thuật khẩu quyết, thuật ngự kiếm, ở chỗ điều tức, bão nguyên thủ nhất, tĩnh khí ngưng thần, để cho kiếm ngũ linh hợp nhất. Đoạn khẩu quyết nói xong, Dương Diệp nhất thời thấy một đợt thiên toàn địa chuyển. Mở hai mắt ra, nhìn thấy lão nhân đang cười chúm chím nhìn hắn. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử áo trắng bên cạnh, hy vọng đối phương giải thích tình huống vừa rồi.
huyền kỹ truyền thừa, nữ tử áo trắng hiểu ý, giải thích một ít cường giả sẽ vận dụng thần thông lưu lại huyền kỹ bên trong quyển trục, đó gọi là truyền thừa, có thể để người ta tự mình cảm thụ được huyền kỹ hết thảy, rất nhiều chỗ tốt. Nghe vậy, Dương Diệp kìm nén kích động trong lòng, xoay người hướng về phía lão nhân thi lễ một cái, nói, đa tạ tiền bối. Mặc dù không biết vì sao lão nhân tặng hắn kiếm kỹ, nhưng hắn có được địa giai huyền kỹ này là sự thật. Lão nhân cười cười, sau đó đem vòng tay kia đưa cho Dương Diệp, nói, ta biết ngươi còn nhiều chỗ khó hiểu, nhưng bởi vì có chút nguyên nhân, lão hủ không thể nói cho ngươi biết. Còn các ngươi muốn đi ra khỏi nơi này, lão hủ thật tình có thể hỗ trợ, nhưng lão hủ muốn yêu cầu ngươi một điều kiện. Dương Diệp tiếp nhận vòng tay, sau đó nói, chỉ cần tiểu bối có thể làm được, quyết không chối từ. Lão nhân nhẹ gật đầu, nói, điều kiện này cũng không có gì, chỉ là lão hủ hy vọng ngươi một ngày nào đó nếu như đạt tới hoàng giả cảnh, thì xin đến nơi này một chuyến, đến lúc đó lão hủ có một việc muốn nhờ ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp thở phào, may mắn lão nhân không có để hắn làm chuyện gì khó khăn ngay lúc này, lập tức đáp ứng nói, tiểu bối nếu như đạt tới hoàng giả cảnh, chắc chắn tìm tiền bối đầu tiên, tiểu bối nói được thì làm được. Mặc dù không biết đời này có cơ hội trở thành hoàng giả cảnh hay không, nhưng nếu lão nhân nói như thế, hắn chỉ còn cách bằng lòng, còn lại là việc của sau này. Nghe được Dương Diệp nói thế, lão nhân hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó vung tay phải lên, một vòng tròn xanh nhạt xuất hiện bên cạnh Dương Diệp hai người, không gian có thể chứa được tầm ba người, ở trung tâm vòng tròn, lóe ra chằng chịt phù văn. Truyền tống trận. Nhìn thấy trận này, nữ tử áo trắng cùng Dương Diệp biến sắc. Truyền tống trận bọn họ gặp qua. Bởi vì kiếm tông có một cái truyền tống đài, phía trên truyền tống đài có rất nhiều truyền tống trận, những truyền tống trận ấy có thể truyền tống đến nhiều thành trì. Có thể nói, truyền tống trận cũng không quá hiếm lạ, thế nhưng, trời ạ, lão nhân trước mặt này chỉ cần vung tay đã tạo ra một cái truyền tống trận, đó quả thực rất khủng bố. Không chỉ Dương Diệp khiếp sợ, ngay cả Tô Thanh Thi cũng giống như vậy, nàng nhìn thật kỹ lão nhân, trong mắt ngoại trừ nghi hoặc ra còn có kiêng kỵ sâu đậm. Lão nhân giống như không nhìn thấy khiếp sợ trên mặt hai người, nói cái truyền tống trận này có thể đưa các ngươi đến đoạn hồn sơn mạch, đúng rồi, không được tiết lộ chuyện ở đây ra ngoài, đó là muốn tốt cho các ngươi. Đi thôi. Dương Diệp hít sâu một hơi, hướng về phía lão nhân thi lễ lần nữa, sau đó kéo tay Tô Thanh Thi bên cạnh đi vào trong lam sắc vòng tròn. Hai người vừa đi vào, một vệt sáng xanh từ lòng bàn chân hai người dâng lên, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, sau đó xèo một tiếng. Hai người biến mất. Nhìn vệt lam quang kia biến mất, nụ cười trên mặt lão nhân chậm rãi thu liếm, thấp giọng lẩm bẩm nói, vì sao nhìn không thấu tương lai của hắn? Tại sao vậy chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.